Sư phụ tôi là thần tiên, Dương Bách Xuyên. Tập 19. Vâng, Độc Cô Vô Tình nói xong rồi nhìn cậu thanh niên nói, Tiểu Man mau ra gặp tiên sinh đi. Tiểu Man là biệt danh của Độc Cô Hối. Độc Cô Hối gặp tiên sinh, cảm ơn tiên sinh đã chữa bệnh cho chị tôi, xin ngài nhận của Độc Cô Hối một lạy. Anh ấy vừa nói xong thì quỳ xuống. Trong lòng Độc Cô Hối sau khi bố mẹ mất tích, anh ấy và chị gái lớn lên với nhau, chị gái là người thân thiết nhất của anh ấy nghe tin Dương Bách Xuyên đã chữa khỏi bệnh cho chị mình, hôm nay anh ấy đã đặc biệt đến để cảm ơn Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên đỡ anh ấy dậy, càng ngày càng cảm thấy hài lòng với cậu nhóc này, anh ấy đúng là một người có khí phách chân chính. Sau đó, anh hỏi Độc Cô Vô Tình, sao thế? Các người đến tìm tôi còn có chuyện gì không? Dương Bách Xuyên nhìn thấy ánh mắt lấp lánh từ đôi mắt của Độc Cô Vô Tình, biết rằng cô không chỉ ở đây để cảm ơn anh. Quả nhiên, chỉ thấy Độc Cô Vô Tình có chút thẹn thùng. Cô đã là người của Vân Môn thì đã là người một nhà của tôi rồi. Nếu cô có gì muốn nói thì cứ việc nói ra, chỉ cần tôi có thể làm được thì tôi sẽ làm cho cô, là chuyện độc tố trong cơ thể cô vẫn chưa được loại bỏ tận gốc sao. Chuyện này thì cô cứ yên tâm, mấy ngày nay tôi sẽ nghĩ cách. Dương Bách Xuyên cho rằng Độc Cô Vô Tình đến là nhằm mục đích tẩy trừ tà khí trong người. Độc Cô Vô Tình nhẹ nhàng nói, không phải chuyện này, khí độc có thể bị tiên sinh áp chế đã không dễ rồi, Vô Tình biết rằng chuyện này không thể khẩn cấp được. Hôm nay tôi đến đây thứ nhất là vì Tiểu Man muốn đến để cảm ơn ngài, thứ hai là Vô Tình muốn nhờ tiên sinh xem Tiểu Man em trai tôi có tuệ căn thì có thể cho nó gia nhập Vân Môn được không. Nghe xong lời này, Dương Bách Xuyên sửng sốt một chút. Sau đó thầm nói, em trai của cô không chỉ tuệ căn không đâu, trời sinh cậu ấy là một loại tinh linh căn rồi, tài năng so với Độc Cô Vô Tình cô còn muốn tốt hơn, cô không nói thì tôi cũng mở miệng hỏi cô thôi. Trong lòng nghĩ, vừa muốn mở miệng trả lời. Không ngờ vào lúc này, bên ngoài đại sảnh vang lên một tiếng cười sảng khoái. Đạo trưởng Huyền Cơ, nghe nói ông đã dẫn đến cho tôi một vị thần y, nên tôi đã lập tức chạy đến đây, ha ha. Vương Huyền Cơ đang ở bên cạnh, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, nói với Dương Bách Xuyên, anh bạn nhỏ Bách Xuyên, đây là người đến từ Thần Long Đàm. Không ngờ phó đàm chủ Ngô Nam lại đích thân tới đây, chúng ta cùng đến chào hỏi ông ấy đi. Trong lòng Dương Bách Xuyên hơi sửng sốt, nhưng khi nghe thấy giọng nói này, người chưa tới đã nghe thấy giọng, đúng là nội lực rất thâm sâu. Sau khi vài người bước ra khỏi phòng khách, thì thấy ở cổng đã xuất hiện ba người. Người cầm đầu khoảng ngoài 30 tuổi, mặc quân phục, cao 1m8, đi thẳng vào. Phía sau người đàn ông này là hai lão già tầm 60 tuổi, mỗi người đều có khí thế hơn người. Trong cảm nhận của Dương Bách Xuyên, khí tức trên người trung niên và lão già tóc dài bên phải dường như khác hẳn với những võ cổ giả. Nó tạo cho anh một ảo giác vô cùng nhạy bén, hơi thở của hai người sẽ giống như một thanh kiếm sắc bén, chỉ có hơi thở của lão già bên trái là bình thường. Nên giao cho cổ võ giả cấp 9 của ám kình. Đánh giá từ hơi thở của ông ta, ông hẳn là ở đỉnh cấp thứ 9 của ám kình, giống như ông cụ của nhà họ Triệu, Triệu Trường Sinh. Về phần người đàn ông trung niên cầm đầu và một lão già bên phải, Dương Bách Xuyên cũng nhớ tới những gì Vương Huyền Cơ đã nói về thiên tinh giả, hoặc có thể nói hai người bọn họ chính là dị năng giả. Vừa rồi Vương Huyền Cơ nói phó đàm chủ của Thần Long Đàm đích thân đến đây. Chẳng lẽ lại là Ngô Nam người cầm đầu mà Vương Huyền Cơ nói là dị năng giả có khả năng khống chế xâm chấp? Khi nghĩ đến điều này, Vương Huyền Cơ đã mở miệng nói, ha ha, tôi tưởng rằng các đạo hữu cấp thường sẽ tới đây, nhưng không ngờ phó đàm chủ lại đích thân đến, không biết để nghênh đón, không biết để nghênh đón. Đạo trưởng Huyền Cơ khách sáo quá rồi, Thần Long Đàm của tôi không thiếu ai, nhưng lại thiếu thần y, đàm chủ đã đích thân ra lệnh cho tôi đến xem xét. Hơn nữa con là người do đạo trưởng Huyền Cơ và Vương Mộ Sinh tiến cử, làm sao tôi có thể không đích thân đến xem được ha ha. Huyền Cơ tiền bối. Huyền Cơ tiền bối. Lúc này, ba người bọn họ nắm tay vừa nói vừa chào Vương Huyền Cơ, có vẻ như trình độ của Vương Huyền Cơ ở Thần Long Đàm là rất cao. Vào đi, bần đạo giới thiệu cho mọi người. Vương Huyền Cơ nhìn ba người nói, người này chính là bạn vong niên Dương Bách Xuyên của bần đạo. Khi vừa dứt lời, ông nhìn Dương Bách Xuyên, đầu tiên chỉ vào người đàn ông dẫn đầu, bạn nhỏ Bách Xuyên, đây là Ngô Nam, phó đàm chủ của Thần Long Đàm. Người này là thường khoái,
ông ấy là một thiên tinh giả có thể điều khiển mưa, còn người này là Chu Giáp, một người có một không hai trong giới võ cổ. Chào anh bạn nhỏ Bách Xuyên. Sau khi hai bên chào hỏi nhau, họ bước vào phòng khách rồi ngồi vào chỗ. Theo những gì Vương Mộ Sinh đã nói lúc trước, nhà họ Vương có thể tiến cử mọi người đến Thần Long Đàm, nhưng Thần Long Đàm không phải ai cũng có thể được chấp nhận, nên phải nhìn vào thực lực và năng lực của người đó trước. Nhà họ Vương tiến cử Dương Bách Xuyên chủ yếu vì y thuật tuyệt vời của anh, điều này thực ra chỉ là bề ngoài, quan trọng nhất là Dương Bách Xuyên còn có thể luyện đan và có đan bồi nguyên trong tay. Đây là lý do tại sao mà Ngô Nam, người đứng đầu thực tế của Thần Long Đàm đã đích thân đến, đàm chủ chính thức là một người sống ẩn giật quanh năm, hầu hết mọi vấn đề đều được giao phó đàm chủ Ngô Nam xử lý. Đó chẳng qua là liều thuốc tiên của Dương Bách Xuyên đã thu hút những người thủ lĩnh lớn uy nghiêm của Thần Long Đàm đích thân đến. Sau một phen khách sáo, Ngô Nam đã nháy mắt với Chu Giáp. Ngay sau đó Chu Giáp nhìn về phía Dương Bách Xuyên nói, tôi nghe tiền bối Huyền Cơ nói về y thuật và sự hiểu biết của bạn nhỏ Dương, tôi đây đã mắc bệnh hắc lào nhiều năm, ngày đêm chịu dày vò, chẳng biết có thể mời anh bạn nhỏ qua xem một chút được không? Dương Bách Xuyên nhìn biểu cảm của vài người, anh không biết trong hồ lô của họ có thuốc gì, dù sao thì bây giờ anh thực sự không sợ hãi nếu muốn nói đến việc xem bệnh. Anh mỉm cười nói, tất nhiên là được rồi. Được. Vậy làm phiền anh bạn nhỏ rồi. Chu Giáp nói xong kéo ống tay áo lên đưa cánh tay đến cho Dương Bách Xuyên xem. Ngay lập tức, Dương Bách Xuyên, chị em nhà Độc Cô Vô Tình và Vương Tông Nhân gần như muốn nôn. Anh nhìn thấy trên cánh tay trái của Chu Giáp có vết thương dài hơn một bàn chân, máu chảy ra nhòe nhòe, chảy ra mủ và có mùi rất tanh hôi. Miệng vết thương đen kịt, như thể bị nhiễm độc vậy. Làm cho những người ở đó phải nín thở. Trong mắt Dương Bách Xuyên, cánh tay của Chu Giáp không bị tàn phế thì đúng là một điều kỳ diệu, xem miệng vết thương thì không phải là chỉ mới mắc một hai ngày mà là ông ấy đã mắc căn bệnh hắc lào này quanh năm rồi. Chịu đựng mùi tanh hôi muốn nên mửa, linh thức của Dương Bách Xuyên xem xét qua nhưng ngay sau đó, anh đã phát hiện ra nguyên nhân, vết thương này thực sự là trúng độc. Dưới sự kiểm tra của linh thức, vết thương của Chu Giáp không ngừng thối rữa, nhưng đã bị nội lực của ông cưỡng bức sửa chữa. Sau khi trở về vào ngày thứ ba, vết thương đã như vậy quanh năm. Điều này là vừa, là bị nhiễm độc mà lại là một chất độc lạ. Dương Tư Kỳ không thiếu tự tin khi xem bệnh, nhìn Chu Giáp nói, ông Chu nhất định phải có một loại độc rất đặc biệt, vết thương này của ông cứ ba lần hít thở sẽ thối một lần, nhưng buộc phải chữa trị bằng nội lực, vết thương này chắc không dưới một năm đâu phải không? Ngay khi lời của Dương Bách Xuyên nói ra, phản ứng đầu tiên của Chu Giáp là bị sốc. Dương Bách Xuyên nói hoàn toàn chính xác, đã có thể xác định y thuật của Dương Bách Xuyên là thật, ban đầu ông căn bản không tin y thuật của Dương Bách Xuyên lại thần kỳ đến như vậy. Vương Huyền Cơ viết thư cho ông nói rằng Dương Bách Xuyên đã chữa khỏi bệnh cho người đứng đầu nhà họ Vương, y thuật của anh rất tốt, nhưng theo ý kiến của Chu Giáp, đó là một người bình thường chữa bệnh thì sao có thể được đến như vậy, nên ông thật sự không tin. Lý do tại sao lần này họ đến cùng nhau là theo lời mời của phó đàm chủ Ngô Nam. Ông ấy đến để kiểm tra thực lực thật sự của Dương Bách Xuyên, nên ông đã đến xem với thái độ muốn thử xem có như người ta nói không. Nhưng ông không ngờ chỉ cần quan sát mà Dương Bách Xuyên đã có thể nói chính xác tình trạng của mình, quả thực đúng như lời Dương Bách Xuyên nói, ông đã bị trúng độc. Một loại nọc độc mạnh và đặc biệt nào đó khiến vết thương thối rữa liên tục trong hơn một năm, phải liên tục dùng nội lực để chữa trị và kiểm soát. Thần Long Đàm không thiếu các bác sĩ có trình độ y học siêu việt. Nhưng không ai có thể chữa trị vết thương và loại bỏ vết thương có độc của ông cả. Khi Dương Bách Xuyên nói xong, Chu Giáp không thể giải thích được trong lòng có chút hy vọng, chẳng lẽ anh có thể chữa khỏi bệnh cho ông ư? Hơn một năm trời ngày đêm đau đớn, tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng cũng đau đớn không chịu nổi. Ngược lại, Ngô Nam nhìn Dương Bách Xuyên một cái nhìn ngạc nhiên, ý định ban đầu của ông ấy là để cho Dương Bách Xuyên nhìn vết thương của Chu Giáp. Sau đó nhân cơ hội nói cho Dương Bách Xuyên về chuyện đan dược, nhưng không ngờ trong nháy mắt Dương Bách Xuyên đã đoán ra chính xác là Chu Giáp bị trúng độc. Vốn dĩ Ngô Nam không lạc quan về y thuật của Dương Bách Xuyên cho lắm, nếu Dương Bách Xuyên sau khi xem qua mà không thể nói rõ nguyên nhân, ông ấy sẽ nhân cơ hội nói một lời, vì nghe nói anh có đan bồi nguyên phải không, có thể thử xem nhưng bây giờ không cần phải vội nói ra chuyện này nữa.
Nếu thực sự có thể nói Dương Bách Xuyên có thể chữa khỏi căn bệnh mà toàn bộ bác sĩ của Thần Long Đàm không thể chữa được, thì giá trị của anh ấy sẽ rất lớn. Lúc này mọi chuyện đều giao cho Chu Giáp, để cho Chu Giáp tiếp tục. Cậu Dương, có cách nào chữa trị vết thương có độc của tôi không? Vẻ mặt Chu Giáp đầy lo lắng, vì sợ Dương Bách Xuyên nói là không thể, vết thương độc trên cánh tay hơn một năm qua của ông đã khiến ông chịu nhiều đau đớn. Dương Bách Xuyên nhếch mép cười, vết thương độc tố của Chu Giáp nếu như là người khác thì thật sự sẽ không có cách nào, nhưng đối với anh mà nói cũng không phải là chuyện gì khó khăn, chỉ là có chút phiền phức mà thôi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Y thuật gia truyền trong đầu anh vốn là nhằm vào người tu luyện, độc dược của Chu Giáp là một loại đặc biệt, nhưng cũng chỉ là một loại độc dược, có khi còn không đặc biệt hơn là độc dược trong người của Độc Cô Vô Tình. Anh có một cách để loại độc tố này để nó không lan ra khắp cơ thể mà chỉ trên cánh tay của ông thôi. Sau khi suy nghĩ, anh nhìn Chu Giáp nói, không phải là không thể chữa trị, nhưng ông Chu phải nói cho tôi biết ông đã bị trúng độc như thế nào, để tôi có thể tìm được cách chữa trị cho phù hợp. Nghe anh nói xong lời này, trên mặt Chu Giáp tràn đầy vui mừng nhìn về phía Ngô Nam, như là đang muốn nói anh nói vậy có được không? Ngô Nam gật đầu với Chu Giáp. Dương Bách Xuyên xem xong lập tức đoán được, từ quan sát thương thế của Chu Giáp, anh đoán được loại độc dược mà Chu Giáp chúng phải rất giống với ghi chép nào đó trong đầu anh. Trong ghi chép về các loại độc dược trong đầu anh, có một loại độc thực vật rất mạnh, chính là ghi chép, loại cây này tên là cây liệt dương, quả của cây liệt dương chính là tiên dược để luyện chế ra đan trúc ngưng nguyên. Anh từng nghĩ nó không tồn tại trên trái đất, nhưng hôm nay Chu Giáp đã cho anh một câu trả lời rồi. Quả nhiên chỉ nghe qua, Chu Giáp suy nghĩ một lúc rồi nói, cậu Dương, vết thương độc hại trên cánh tay của tôi là do một chỗ tuyệt địa gây ra. Đó chính xác là một loại nhựa cây trông giống như ngọn lửa. Sau khi Chu Giáp nói với vẻ mặt sợ hãi xong, Dương Bách Xuyên bật cười, chắc chắn sau khi Chu Gia miêu tả, anh dám chắc đó chính đó là cây liệt dương. Anh ta nói, ngài Chu, hôm nay tôi có thể giúp ông giải độc, nhưng nếu muốn trừ tận gốc, thì về sau ông cần phải đưa tôi đến chỗ cây ngọn lửa mà ông đã nhắc tới để tìm thuốc giải rồi mới có thể diệt trừ tận gốc được. Vạn sự vạn vật đều có âm dương tương khắc, nơi gây ra chất độc thường có thuốc giải, muốn diệt trừ triệt để thì cần đưa tôi đến đó một lần để tìm thuốc giải là được rồi. Sau khi Dương Bách Xuyên nói xong, thấy vẻ mặt của Chu Giáp có chút xấu hổ, lại nhìn về phía Ngô Nam, cảnh tượng này chắc hẳn là một nơi bí mật trong đầu của Dương Bách Xuyên. Nếu muốn đi, ông cần phải có cái gật đầu đồng ý đến từ phía Ngô Nam. Điều này cho thấy suy đoán của anh là đúng, có thể nơi mọc ra cây liệt dương là một vùng đất trù phú. Chu Giáp và Ngô Nam nhìn Dương Bách Xuyên nói, người anh em họ Dương này có thể nói cho tôi biết cần loại thuốc giải độc nào, tôi sẽ đi tìm, nơi đó quá nguy hiểm, cậu không nên đến đó đâu. Dương Bách Xuyên sao có thể không nhìn ra cuộc trao đổi giữa Ngô Nam và Chu Giáp? Anh càng ngày càng chắc chắn rằng nơi đã khiến cho Chu Giáp bị trúng độc và bị thương không bình thường, làm anh nghĩ đến di tích của nền văn minh tu luyện. Rõ ràng là Chu Giáp và Ngô Nam không muốn mọi người biết về nơi đó. Nếu để Dương Bách Xuyên đi, họ tin rằng anh nhất định sẽ đạt được thứ gì đó. Tất nhiên, đối với một người tu luyện như anh, để cho các võ cổ giả đi có thể không giúp ích được gì, bởi vì họ không hề tiếp xúc và hiểu biết nhiều về nền văn minh tu luyện. Nhìn về phía Chu Giáp, Dương Bách Xuyên khẽ cười nói, ha ha, ngài Chu đây đã nói như thế thì tôi chỉ có thể nói là cho dù tôi có đi thì cũng chỉ là tìm thôi, còn nếu tôi không đi có khi không tìm được thuốc giải độc, nếu ngài không muốn lấy thì thôi vậy. Không phải đâu cậu Dương, tôi chỉ sợ cậu gặp nguy hiểm thôi chứ không phải là không thế. Chu Giáp vội vàng nói. Vậy được rồi, trước tiên phải để cho ngài ổn định đã rồi hãy nói tiếp. Về chuyện đó thì để sau hãng nói. Tôi cũng không có nhiều thời gian đâu. Dương Bách Xuyên nói nửa thật nửa đùa, chính là ông cầu xin tôi, chứ tôi đâu có cầu xin ông. Vậy làm phiền cậu rồi. Chu Giáp nghe được Dương Bách Xuyên nói mấy lời thờ ơ, Dương Bách Xuyên có thể không quan tâm, nhưng ông thì không thể, người trúng độc là ông chứ không phải người khác. Ông cho rằng nhất định phải nắm chặt Dương Bách Xuyên. Tất nhiên, trong giai đoạn đầu phải xem y thuật của anh như thế nào thì mới có thể đưa ra quyết định được. Sau đó, Dương Bách Xuyên quay trở lại phòng để lấy cây ngân châm, lấy nó ra từ không gian của chiếc nồi càn khôn, sử dụng M Dương ngũ hành trận pháp để chữa trị vết thương bị nhiễm độc trên cánh tay của Chu Giáp.
tuy rằng độc dược của Chu Giáp có linh dược tương ứng trong không gian nồi càn khôn của Dương Bách Xuyên hoàn toàn có thể hóa giải, nhưng anh lại không muốn làm như vậy. Bởi vì linh dược rất quý, không thể cho đi một cách vô ích được, còn bí mật Chu Giáp và Ngô Nam đang che che giấu giấu đã khiến Dương Bách Xuyên mất đi cảm tình dành cho ông. Các người đều có thể đối xử không chân thành với tôi, vậy lý do gì mà tôi phải đối xử tốt với các người chứ? Còn có tính ích kỷ của Dương Bách Xuyên nữa, muốn đi xem nơi cây liệt dương mọc, quả liệt dương là thứ quả tốt, được ghi lại trong sách linh được thừa kế từ sư phụ, có thể coi đây là một loại quả linh dược quý hiếm, cây liệt dương thì có độc, nhưng quả thì lại không có, ngược lại còn là một trong những loại dược chính để tinh chế đan dược. Đan ngưng tụ là viên uống trong giai đoạn trúc cơ kỳ, rất cần thiết cho Dương Bách Xuyên. Cho nên Chu Giáp giấu anh tất nhiên sẽ không toàn tâm toàn lực giúp, giữ lại để có cái cớ đến chỗ cây liệt dương. Nhưng vì anh đã hứa chữa khỏi cho Chu Giáp thì anh sẽ làm được, trong suy nghĩ của Dương Bách Xuyên, đây cũng là phép thử của thần Long Đàm dành cho anh. Trở lại phòng khách, Dương Bách Xuyên bắt đầu điều trị cho Chu Giáp. Nguyên nhân chính là do nọc độc cứ ăn sâu vào máu thịt, nguyên nhân là do nọc độc quá mạnh, giải pháp mà Dương Bách Xuyên nghĩ đến chính là cách lấy độc trị độc. Sử dụng 12 cây dương châm mới có thể khắc phục được. Lấy chân khí và dùng châm cứu để tăng thêm chân nguyên chi hỏa, anh tin rằng chất độc trên cánh tay của Chu Giáp có thể được khống chế bằng cách đốt nó, tuy không thể loại bỏ hoàn toàn nhưng có thể kiểm soát vết thương không bị chuyển biến xấu hơn. Độc của Chu Giáp rất mạnh, nhưng liệu nó có thể vượt qua chân khí và chân hỏa của anh không? Đương nhiên, dùng chân nguyên chi hỏa và ngân châm chữa bệnh là thủ đoạn anh tạm thời nghĩ ra cũng là cố gắng rồi, dù sao có người làm thực nghiệm nên anh cũng có thể thử xem. Khó khăn nhất trong việc này là khống chế chân hỏa, cần một lượng nhỏ chân hỏa hòa vào chân khí nhập vào ngân châm để trị độc ở vết thương cho Chu Giáp. Nếu sơ suất một chút, hoặc chân hỏa quá lớn, ước chừng cánh tay của Chu Giáp sẽ bị thiêu rụi. Nhưng Dương Bách Xuyên hoàn toàn không lo lắng về điều này, bởi vì anh có năng lực của linh thức, dùng linh thức khống chế phạm vi thực lực của chân hỏa, cho nên anh cũng không phải lo lắng sử dụng lượng chân hỏa quá lớn. Ngài Chu có thể sẽ rất đau. Ngài cố chịu đựng một chút nhé. Dương Bách Xuyên tiêm cho Chu Giáp một liều phòng trước. Chu Giáp nhoẻn miệng cười, ha ha ha, vết thương độc trên cánh tay này đã hành hạ tôi này hơn một năm trời rồi, ngày đêm đều phải chịu đau đớn. Trên đời này không có nỗi đau nào mà tôi không chịu nổi, người anh em cứ việc làm đi, thậm chí tôi còn chẳng nhăn mặt một chút nữa là. Dương Bách Xuyên khi nghe Chu Giáp nói, khóe miệng nhếch lên, tuy ngoài miệng không nói gì, nhưng trong lòng lại nói. Đừng lúc nào cũng nói cho lắm, nếu ông mà không gào thét dưới ngọn lửa này của tôi thì tôi phục ông lắm đấy. Trong lòng nở nụ cười, anh cầm cây ngân châm thứ nhất lên, chân khí bắt đầu chạy trên ngân châm, sau đó vận chuyển thực lực chân nguyên ly hỏa, khống chế một chút rồi nhập vào ngân châm, chân khí và chân hỏa hòa vào nhau, hiện ra cảnh tượng kỳ diệu. Trong ánh mắt của Vương Huyền Cơ, Ngô Nam và những người khác, cây ngân châm trong tay Dương Bách Xuyên phát ra một trận chấn động. Châm cứu ban đầu có màu bạc lập tức đỏ lên. Có những ánh sáng mờ nhạt nhấp nháy nối tiếp nhau, trông thật là đẹp mắt. Ngay sau đó thấy Dương Bách Xuyên giơ tay vẩy một cây kim băng lên vết thương có độc của Chu Giáp. Từ trong miệng Chu Giáp lập tức phát ra một tiếng kêu rên. Trán ông đổ đầy mồ hôi. Rõ ràng là đang rất đau đớn. M Dương ngũ hành châm ban đầu là kim châm nhanh, tổng cộng một lần châm 12 kim. Nhưng Dương Bách Xuyên có linh cảm, nhận ra mình gia nhập cách trị liệu bằng chân hỏa, nhanh không được chậm không xong, châm xong một châm cũng không có gì phải vội. Nhìn thấy Chu Giáp nhếch miệng, Dương Bách Xuyên bật cười nói, ngài Chu nếu thấy đau thì cứ việc kêu lên tôi nghĩ sẽ khá hơn. Rốt cuộc có đến tổng cộng có 12 mũi khâu đấy. Nghe Dương Bách Xuyên nói tổng cộng phải khâu 12 mũi, khóe miệng Chu Giáp giật giật. Lúc trước ông đã lớn mồm nói là dù có đau cũng không mở miệng kêu rên. Lúc này chỉ có thể ra vẻ giả vờ, cậu Dương cứ việc làm tiếp, đau kiểu này chỉ giống như gãi ngứa cho Chu mỗ này thôi. Ha ha, vậy thì tốt quá, ngài Chu quả là một người cứng rắn. Dương Bách suy ê cười, trong lòng lẩm bẩm, xem ông có thể giả vờ tới lần châm bao nhiêu thiết bị châm cứu chuyên dụng của người anh em này, ha ha. Vừa dứt lời, mũi châm thứ hai đã đâm xuống. Lần này Chu Giáp lại rên rỉ một tiếng, trên trán mồ hôi càng ngày càng nhiều, nhưng vẫn chưa hét lên. Dương Bách Xuyên nhếch khóe miệng,
coi bộ cũng ra dáng một con người cứng rắn đấy. Linh thức đang tập trung vào vết thương của Chu Giáp, phát hiện phương pháp châm cứu kết hợp chân khí và chân hỏa thực sự có tác dụng đối với việc điều trị vết thương trúng độc của Chu Giáp, từng chút một bị đốt cháy và bốc hơi. Sau khi có tác dụng, Dương Bách Xuyên càng ngày càng tin tưởng, nếu hôm nay có thể chữa khỏi vết thương do trúng độc của Chu Giáp, về sau dung hợp giữa chân hỏa và chân khí để trị bệnh thì đó sẽ là một cách đơn giản và hiệu quả để tạo ra sự thịnh vượng, có thể chữa khỏi hầu hết các loại bệnh. Đó là một bước đột phá y học đối với anh. Khi châm thứ ba rơi xuống, lần này Chu Giáp đã hoàn toàn sụp đổ. A! À, một tiếng gầm như lợn sắp lên thớt phát ra từ miệng ông. Giờ phút này, Chu Giáp không thể quan tâm đến vừa nãy mình đã to mồm thế nào nữa, trong lòng chỉ có một câu, tên Dương Bách Xuyên chết tiệt này đã dùng cái gì để châm cứu má có thể đau như vậy. Toàn bộ cánh tay của ông giống như cánh gà nướng BBQ trên vỉ, đau đớn như có muối rắc vào trong vết thương, đau đến tím ruột tím gan. Hai phát đầu tiên ông chỉ toát mồ hôi hột, đến phát thứ ba thì thực sự không chịu nổi nữa, ông đã hét lên. Điều mà Chu Giáp không biết là Dương Bách Xuyên đã dùng chân hỏa để đốt trực tiếp vào vết thương bị nhiễm độc của mình. Tiếng hét của ông khiến mọi người xung quanh rùng mình, nhìn vào cũng thấy đau. Dương Bách Xuyên trong lòng vui vẻ, trước mặt anh em thì giả vờ cho lắm, đến đây thì giả vờ gì nổi nữa. Không quan tâm đến tiếng hét của Chu Giáp, anh tiếp tục châm cứu, sau khi làm quen với ba cây kim, mấy châm sau nhanh hơn mấy châm đầu một chút. Điều này khiến Chu Giáp đau đớn, mỗi lần châm đâm xuống, cơn đau sẽ chồng chất lên nhiều lần. A a a a a. Tiếng gào thét thảm thiết vang lên khắp khu nhà họ Vương, thu hút những người con nhà họ Vương, Vương Huyền Cơ đã giải tán họ để không làm phiền đến Dương Bách Xuyên. Sau khi đến châm cuối cùng, Chu Giáp gần như kiệt sức ngồi trên ghế thở hổn hển, điều này đối với ông thật xa lạ, sau khi khâu xong thứ 12, cảm giác đau đớn cũng không còn nữa. Lúc này, trong mắt ông hiện lên vẻ sợ hãi nhìn Dương Bách Xuyên, thề rằng sẽ không bao giờ để Dương Bách Xuyên châm cứu nữa, cho dù cánh tay của ông có bị cắt bỏ cũng không được chữa trị nữa đâu, mẹ ơi đau muốn chết mất. Thời gian từ lúc châm cứu đến lúc châm cứu xong không quá nửa tiếng, đối với Chu Giáp như là bị trừng phạt vậy, chẳng khác nào địa ngục cả. Tuy nhiên, trong mắt những người khác, không ai chú ý đến Chu Giáp, thay vào đó, biểu cảm của họ hướng lên trên người Dương Bách Xuyên thay đổi, trở nên tràn đầy ngưỡng mộ. Sau khi châm đủ 12 cây kim, vết thương độc đã tra tấn Chu Giáp hơn một năm nay ngưng tụ một cách thần kỳ, biến thành một vết sẹo, nhìn qua gần như đã hoàn hảo. Chuyện này, đúng thật là một kỳ tích. Đặc biệt là Ngô Nam, hai mắt sáng ngời, vết thương độc của Chu Giáp chỉ có ông ấy là người biết rõ nhất, biết được đây là độc gì. Nhưng không đến nửa canh giờ mà Dương Bách Xuyên đã chữa khỏi 7-8 phần. Ngô Nam nhìn Dương Bách Xuyên tự nghĩ, những nhân tài này không được đất nước trọng dụng, sao có thể để mất họ được, với kỹ năng y thuật như vậy thì sao lại để cho họ đi đến những nơi nguy hiểm chứ? Nghĩ đến đây, Ngô Nam đứng dậy nói với Dương Bách Xuyên, y thuật của Dương tiên sinh đây thật siêu bí ẩn, hôm nay Ngô Mỗ đã có được cái nhìn sâu sắc. Khi Dương Bách Xuyên nghe những lời của Ngô Nam, anh đã sững sờ trong giây lát, má ơi anh đã thành tiên sinh với họ rồi á. Đó là sự thật đấy. Đối với sự thay đổi của Ngô Nam, Dương Bách Xuyên cũng không quá để ý, dù sao trong lòng hiểu rõ bất kỳ vòng tròn nào cũng lấy thực lực làm sự ưu tiên, mình hiện tại cũng chính là nhờ y thuật mới giành được sự tán thành của thần Long Đàm. Khách sáo rồi, chỉ là giảm bớt hơn nhiều mà thôi, Chu tiên sinh sẽ không phải chịu cơn đau vì chất độc hành hạ, nhưng muốn giải độc phải diệt trừ tận gốc. Nếu không sau này vẫn có thể tái phát. Dương Bách Xuyên nhìn Ngô Nam và Chu Giáp nói, thật ra là nói bậy, độc thương của Chu Giáp đã bị chân hỏa thiêu đốt sạch sẽ, căn bản sẽ không tái phát. Nói như vậy, chỉ là vì sau này anh muốn đến nơi câu liệt Dương sinh trưởng xem thử, dù sao anh cũng hiểu y thuật, anh là bác sĩ, đều do anh quyết định, đám người Chu Giáp này không hiểu y, có thể không hỏi về vấn đề đó. Quả nhiên, sau khi nghe Dương Bách Xuyên nói vậy, Ngô Nam gật đầu, Chu Giáp cũng vội vàng nói, không biết Dương tiên sinh có thời gian không, hiện giờ tôi có thể dẫn ngài đến nơi đó. Ha ha, hiện tại tôi không có thời gian, tôi phải đi Nam Quốc một chuyến, sau khi trở về rồi nói sau. Dương Bách Xuyên đương nhiên sẽ không đi ngay bây giờ, dù sao anh cũng tin Chu Giáp còn sốt ruột hơn anh rất nhiều. Mà giờ phút này,
Chu Giáp đích thật rất kính nể Dương Bách Xuyên, vết thương do trúng độc trên cánh tay đã khô lại, không còn cảm nhận được đau đớn nữa, điểm này trong lòng ông vô cùng rõ ràng. Tuy rằng lúc trước ông bị Dương Bách Xuyên châm cứu, đau đến chết đi sống lại, nhưng sau khi điều trị, lại hiểu rõ y thuật của Dương Bách Xuyên xứng đáng với hai chữ thần y. Nghe được Dương Bách Xuyên nói hiện giờ không có thời gian, trong lòng ông ít nhiều cũng có chút mất mát nhưng không có nói gì, dù sao tất cả đều lấy thời gian của Dương Bách Xuyên làm chủ, ai bảo người ta là thần y chứ. Trong lòng Chu Giáp rất tin tưởng chuyện Dương Bách Xuyên nói là sau này còn có thể tái phát, hận không thể dẫn Dương Bách Xuyên đến nơi cây liệt dương sinh trưởng xem thử ngay lập tức, tìm kiếm thuốc giải độc gì đó để loại trừ hoàn toàn tai họa về sau của ông. Sau khi cảm ơn Dương Bách Xuyên, ba người Chu Giáp và Ngô Nam thoáng nhìn nhau. Lúc này Ngô Nam trực tiếp nói, Dương tiên sinh, tôi đại diện cho toàn thể thành viên của Thần Long Đàm hoan nghênh cậu gia nhập, có thần y như cậu gia nhập Thần Long Đàm là phúc của thành viên Thần Long Đàm, cũng cảm ơn hôm nay tiên sinh đã giúp Chu Giáp. Ngô tiên sinh khách sáo rồi, nghe ông cụ Huyền Cơ nói Thần Long Đàm luôn dốc sức vì quốc gia, đây cũng là vinh hạnh của tôi. Dương Bách Xuyên cũng khách sáo một câu. Ngô Nam mỉm cười, sau đó nhìn Vương Huyền Cơ một cái rồi nói với Dương Bách Xuyên, Dương tiên sinh, tôi nghe ông Vương nói trong tay cậu có đan bồi nguyên, hơn nữa là tự mình luyện chế, không biết Ngô mỗ có thể xem thử được không? Trong lòng Dương Bách Xuyên khẽ động, thầm nghĩ, xem ra đây mới là mục đích hôm nay Ngô Nam tự mình đến đây. Đối với Dương Bách Xuyên mà nói, dù sao tin tức về đan bồi nguyên đã truyền ra ngoài, không có gì không cho xem. Cho phó đàm chủ của Thần Long Đàm là Ngô Nam nhìn thử cũng có thể tăng thêm một phần lợi thế, ít nhất sau khi tiến vào Thần Long Đàm còn có thể có thêm một con át chủ bài. Tay anh bỏ vào túi, lấy ra một viên đan bồi nguyên từ trong bình càn khôn và đưa cho Ngô Nam. Mùi đan dược thơm ngát lan tràn ra, làm cho ánh mắt Ngô Nam sáng lên, kết quả cẩn thận quan sát đan bồi nguyên, càng nhìn sắc mặt càng lộ rõ sự vui sướng. Lập tức có chút lưu luyến không nỡ trả lại đan bồi nguyên cho Dương Bách Xuyên và nói, không biết sau này tiên sinh còn có thể luyện chế đan này không? Dương Bách Xuyên không nhận lại đan bồi nguyên mà thoải mái nói, một viên này tôi xin tặng cho đàm chủ Ngô, thật không giấu giếm, thật ra vẫn có thể luyện chế được, chỉ là không có linh dược, một viên này cũng là viên cuối cùng trong tay tôi rồi. Trong lúc nói chuyện, trên mặt Dương Bách Xuyên lộ rõ vẻ tiếc nuối, anh đương nhiên sẽ không nói có thể luyện chế. Cho dù có thể luyện chế cũng sẽ tìm cớ, đan bồi nguyên chính là dùng linh dược luyện chế, không phải là dược liệu bình thường, linh dược trong tay anh đã giảm mất 1/3 để luyện chế 2 lần đan bồi nguyên. Ngô Nam cũng vui mừng, không nghĩ tới Dương Bách Xuyên sẽ tặng đan bồi nguyên cho mình, vừa mới cầm trong tay ông ấy đã cảm nhận được sinh cơ lực mạnh mẽ ẩn chứa bên trong đan dược. Ngô Nam không phải chưa từng thấy qua đan dược, nhưng những đan dược đã từng thấy trước kia cũng không thể so sánh với đan bồi nguyên của Dương Bách Xuyên. Sự cám dỗ này ông ấy từ chối không được, cho nên vừa nói cảm ơn vừa nhận lấy. Điều này làm cho trong ánh mắt của hai người Chu Giáp ở một bên tràn ngập ngưỡng mộ, bọn họ sao có thể không muốn một viên đan bồi nguyên chứ? Chỉ là Dương Bách Xuyên đã nói là viên cuối cùng rồi, nhưng ai sẽ tin chứ? Rõ ràng chỉ là người ta không muốn lấy ra mà thôi. Hai người Chu Giáp cũng không tiện nói mình muốn, chỉ có thể ngưỡng mộ nhìn Ngô Nam cất đan dược vào. Ngô Nam chỉnh trọng cất đan bồi nguyên vào trong túi, trong lòng cũng lập tức dao động, nghe ý của Dương Bách Xuyên, anh vẫn còn có thể luyện chế nhưng thiếu linh dược. Đây là tin tức tốt nha, Thần Long Đàm phát triển mạnh mẽ, nắm trong tay nơi tài nguyên thiên tài địa bảo sinh trưởng, còn nhiều hơn số lượng trong tay mấy đại thế gia hiện nay, hơn nữa đều là những thứ vô cùng giá trị. Mấy năm nay, Thần Long Đàm cũng tích góp không ít thiên tài địa bảo, có phải là có thể hợp tác với Dương Bách Xuyên không? Bỏ linh dược ra để cho Dương Bách Xuyên giúp đỡ luyện đan, chuyện này cũng có thể chứ. Nghĩ tới đây, Ngô Nam nhìn Dương Bách Xuyên nói, Dương tiên sinh, nếu như Thần Long Đàm có thể bỏ ra linh dược, không biết tiên sinh có thể luyện đan không? Trong lòng Dương Bách Xuyên khẽ động, nghĩ đến một khả năng, có lẽ tổ chức mạnh mẽ như Thần Long Đàm thật sự có linh dược cũng khó nói, nếu như thật sự có thì đối với anh chính là chuyện tốt rồi. Anh dùng một lò có thể luyện chế ra 12 viên đan bồi nguyên đan, hoàn toàn có thể thu phí nha. Nếu bọn họ có thể cung cấp linh dược, ví dụ như một lò cho bọn họ 6 viên còn lại không phải là của mình sao?
Trong lòng anh cười ha ha nhưng trên mặt lại giả vờ khổ sở nói, có thể thì có thể đấy, chỉ sợ các ông tìm không được linh dược thích hợp, linh dược cần để luyện chế đan bồi nguyên cũng đòi hỏi vô cùng cao về năm tháng và cấp bậc. Điểm này chắc là không thành vấn đề, mấy năm nay thần Long Đàm vẫn có chút của cải, xin tiên sinh nói xem cần linh dược gì, xem tôi có thể gom đủ không. Ánh mắt Ngô Nam tỏa sáng, nếu Dương Bách Xuyên thật sự có thể luyện chế ra số lượng lớn đan bồi nguyên, đối với thần Long Đàm chính là chuyện tốt. Mấy năm nay cùng một số dị năng giả và võ cổ giả khu vực ngoài tranh đấu, làm cho thành viên thần Long Đàm tổn thất không nhỏ, có thể dùng đan bồi nguyên tăng thực lực lên, tuyệt đối sẽ làm những người điên khu vực ngoài kia bị thương nặng. Cho nên Ngô Nam rất để ý. Lúc này Dương Bách Xuyên nói ra vài loại linh dược chủ yếu của đan bồi nguyên, ít nhất phải trên một năm tuổi, tầm thường đều qua trăm năm. Đây là đều những dược liệu để luyện chế ra đan bồi nguyên mà có thể tìm được trên trái đất. Anh vốn không có bao nhiêu hy vọng, trong đó còn có những dược liệu chính cần ít nhất 300 năm, cũng không biết có thể tìm được hay không, dù sao giống như sơn cốc của Hầu Đậu Đậu cũng không phải là nơi tầm thường. Lần trước anh lấy được linh dược từ nơi này, vẫn là một phần do Tư Không Nguyên nuôi cấy. Nhưng mà không ngờ sau khi nói xong, Ngô Nam trầm ngâm một lát rồi nói, nếu tiên sinh chỉ cần tiên sinh mấy loại này, chúng tôi đều có thể kiếm được, hơn nữa năm tuổi chỉ cao hơn chứ không thấp hơn, nhưng không biết tiên sinh một lần có thể luyện chế 3 viên đan dược không? 3 viên, Dương Bách Xuyên kinh ngạc vì lời nói của Ngô Nam, cũng nghe được ông ấy nói mấy loại linh dược này đều có thể tìm đủ, lần này trong lòng anh rất vui, thật đúng là có thể tìm đủ, âm thầm mắng mình nói quá ít. Chậc, nếu luyện chế không được 3 viên thì 1 viên cũng được. Ta cũng từng nghe qua về con đường luyện đan của tông môn cổ xưa như Võ Đương, nhiều nhất có thể luyện chế 3 viên, chỉ cần mỗi tháng tiên sinh có thể luyện chế 1 viên đan bồi nguyên cho thần Long Đàm, ngày sau tiên sinh có nhu cầu, thần Long Đàm tuyệt đối sẽ mở rộng cửa nghênh đón tiên sinh. Trong lòng Dương Bách Xuyên đổ mồ hôi hột, một lò của ông đây có thể luyện chế 12 viên đấy, 1 viên ư. Ha ha ha, đây là muốn tiếp tay cho tôi làm giàu sao? Nhưng anh cũng không có ý định quá đen tối, trầm tư một lát mới kìm nén kích động nói, vậy thì vừa rồi tôi nói chỉ mới nói những dược liệu chủ yếu, còn cần một vài linh dược phụ, để tôi về lập một danh sách, nếu ông có thể tìm đủ, mỗi tháng tôi sẽ cung cấp cho thần Long Đàm ít nhất 3 viên đan bồi nguyên. Tiên sinh nói thật sao? Trên mặt Ngô Nam mừng rỡ, kích động hỏi. Đương nhiên thật. Cuộc nói chuyện càng giống như giao dịch hơn, đối với song phương đều là đôi bên cùng có lợi. Cuối cùng cũng quyết định. Nhưng mà, Dương Bách Xuyên muốn đi Nam Quốc, cần mượn lực lượng tình báo của thần Long Đàm, muốn nói ra nhu cầu của mình. Đối với việc này Ngô Nam trả lời là mọi thứ đều được thông qua, nhưng có một điều, một khi Dương Bách Xuyên gây ra chuyện gì ở Nam Quốc, tất cả đều không liên quan đến thần Long Đàm, là hành động cá nhân, không hề liên quan đến quốc gia. Dương Bách Xuyên cũng hiểu được mấu chốt trong đó nên đồng ý mọi việc. Dù sao anh gia nhập thần Long Đàm với tư cách là một thành viên trên danh nghĩa, cũng cần tự do. Cũng không muốn bị các quy tắc và luật lệ ràng buộc. Sau đó, Dương Bách Xuyên cho Ngô Nam một danh sách linh dược cần tìm, trên đó viết ước chừng gấp 3 lần lượng linh dược cần dùng, dù sao lợi ích thế này không chiếm thì phí. Linh dược ở trong tay võ cổ giả cũng không phát huy được hiệu quả cao nhất của nó, vào tay anh có thể luyện chế thành đan và giao cho bọn họ mới có giá trị thật sự. Đương nhiên Dương Bách Xuyên cũng nhận được một thân phận của thần Long Đàm, các loại giấy tờ quốc gia trong đó cũng bao gồm chứng nhận sử dụng súng, nhưng đối với anh thì có cũng được, không có cũng chẳng sao. Từ bây giờ có thể xuất phát bất cứ lúc nào, hai người đồng ý chờ Dương Bách Xuyên từ Nam Quốc trở về, mới bắt đầu giúp thần Long Đàm luyện đan. Mà cuối cùng, Ngô Nam đột nhiên nói với Dương Bách Xuyên, Dương tiên sinh, vẫn còn một điều cuối cùng, hy vọng cậu thông cảm. Từ trước đến nay, thần Long Đàm thu nhận thành viên tương đối nghiêm khắc, yêu cầu về tu vi đối với võ cổ giả ít nhất là ám kình tầng 6, tôi cần phải thông qua một quá trình để xác nhận thực lực của tiên sinh, xem chênh lệch thế nào, nhưng tiên sinh yên tâm, cho dù thực lực của tiên sinh không tới tầng 6, tôi cũng có thể bảo đảm. Dương Bách Xuyên cười ha ha, anh nghe Vương Huyền Cơ nói Ngô Nam là thiên tỉnh giả, anh cũng đang muốn tìm hiểu một chút về sự khác biệt của thiên tỉnh giả, nên yêu cầu này của Ngô Nam đúng với ý của anh. Lúc này lập tức đồng ý. Mời Ngô tiên sinh chỉ điểm, Dương Bách Xuyên cười gật đầu. Dựa theo Vương Huyền Cơ nói, Ngô Nam có thiên phú khống chế lôi điện vô cùng khủng bố. Cho nên sau khi anh đồng ý,
Vương Huyền Cơ ở một bên có chút lo lắng, nhìn Ngô Nam nói, phó đàm chủ, anh bạn nhỏ Bách Xuyên có sở trường là y thuật và luyện đan, nội lực e là không thể giao đấu với ông. Ngô Nam cười ha hả và nói, xin ông Vương yên tâm, tôi chỉ làm theo quy tắc, chỉ muốn xem căn cơ của Dương Tiên Sinh thế nào thôi, sẽ không làm cậu ta bị thương, chúng tôi chỉ như bạn bè lâu ngày gặp nhau thôi. Nói tới đây, ý ông ấy chỉ muốn thăm dò thế lực của Dương Bách Xuyên mà thôi. Vậy bần đạo yên tâm rồi, trong lòng Vương Huyền Cơ thành thật muốn đưa Dương Bách Xuyên trở thành người của mình, như ông nói, ở trong mắt ông, nội lực của Dương Bách Xuyên hẳn là bình thường, cùng lắm chỉ là ám kình tầng 5. Nhưng Ngô Nam lại là thiên tỉnh giả, là dị năng giả nắm trong tay năng lực lôi điện, Ngô Nam còn khủng bố hơn một chút so với võ cổ giả ám kình tầng 9 thượng đoạn như ông. Cho nên Vương Huyền Cơ lo lắng rất có lý. Trong lòng Dương Bách Xuyên rất cảm động về sự quan tâm của Vương Huyền Cơ, anh cười nói, ông cụ yên tâm, tôi cũng muốn mở rộng kiến thức, xem thử thực lực của thiên tỉnh giả thế nào, nếu không sau này gặp phải thiên tỉnh giả khác sẽ chịu thiệt mất, tôi tin Ngô tiên sinh sẽ không làm khó tôi. Sau vài câu khách sáo, hai người đi vào trong sân. Ngô Nam cười nói với Dương Bách Xuyên, Dương tiên sinh cứ dùng toàn bộ thực lực để công kích tôi xem thế nào. Đối với lời nói tràn ngập tự tin của Ngô Nam, trong lòng Dương Bách Xuyên thật sự có chút không phục. Ông mạnh mẽ đến mức có thể thắng tu chân giả chính tông như ông đây sao? Mặc dù không biết thực lực dị năng giả và võ cổ giả chênh lệch bao nhiêu, nhưng nếu dị năng giả cũng bị phân chia ở giới võ cổ, anh nghĩ chắc cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Không hề khách sáo chút nào, một quyền của Dương Bách Xuyên nổi lên chân khí đánh về phía Ngô Nam. Tu vi hiện tại của anh là luyện khí kỳ tầng 5 đỉnh phong, chỉ thiếu một bước nữa là đến tu vi luyện khí kỳ tầng 6, bề ngoài thì khí tức giống với võ cổ giả ám kình tầng 5, khác biệt không lớn lắm. Nhưng tình huống thật sự là, tu chân giả luyện khí kỳ tầng 5 đỉnh phong như Dương Bách Xuyên vẫn có thể đánh nhau với võ cổ giả ám kình tầng 8. Còn đối với võ cổ giả tầng 9 thì anh không chắc lắm, nhưng theo Dương Bách Xuyên thấy, sự tự tin của Ngô Nam có hơi kiêu ngạo quá rồi. Anh cũng không tin Ngô Nam có thể hiện ngang chống lại một quyền chân khí của ông đây. Nội lực của võ cổ giả và chân khí của tu chân giả là hai loại sức mạnh khác nhau. Chân khí tinh thuần và mạnh mẽ vượt xa nội lực của võ cổ giả cấp bậc ngang hàng. Trong mắt Ngô Nam, Dương Bách Xuyên thật sự không mạnh lắm, chỉ là khí tức ám kình tầng 5 tầng 6 mà thôi, ông chỉ đứng bất động để cho Dương Bách Xuyên đánh 10 quyền đều không thành vấn đề. Cho nên Ngô Nam rất tự tin. Sau khi Dương Bách Xuyên xuất quyền, ông vẫn mang theo ý cười. Một quyền của Dương Bách Xuyên đánh vào vai Ngô Nam. Chân khí vận chuyển, một quyền mang theo kình phong, nhìn thấy bộ dáng Ngô Nam không nhúc nhích, trong lòng Dương Bách Xuyên nở nụ cười xấu xa. Xem ra ý của Ngô Nam chính là đứng bất động để cho mình đánh. Được thôi, ông đây không khách sáo nữa, đánh bị thương thì không thể trách tôi, giả vờ sẽ phải trả giá đắt. Lúc một quyền đánh vào bả vai Ngô Nam, sắc mặt Ngô Nam cuối cùng cũng thay đổi, ông cảm giác được nội lực của Dương Bách Xuyên căn bản không phải là cảm giác của ám kình tầng 5, mà thực lực ước chừng phải là ám kình tầng 8 thượng đoạn. Sắc mặt thay đổi cũng muộn rồi. Bụp! Ở trong mắt mọi người, Ngô Nam bị một quyền của Dương Bách Xuyên đánh bay ra ngoài, liên tục lùi 4 bước mới dừng lại. Vẻ mặt đỏ bừng, nhìn qua có vẻ khí huyết đang sôi trào cuồn cuộn. Khụ khụ, Ngô Nam chịu đựng khí huyết đang cuộn trào trong cơ thể, chỉ ho khan hai tiếng rồi nhìn Dương Bách Xuyên nói, không ngờ hôm nay Ngô mỗ lại nhìn lầm rồi, Dương tiên sinh không chỉ có y thuật tuyệt diệu, thực lực bản thân cũng có thể so với ám kình tầng 8, vậy thì Ngô mỗ cũng muốn tiếp chiêu với Dương tiên sinh cẩn thận. Trong lòng Ngô Nam rất khó chịu, ở trước mắt bao người, ông giả bộ làm người lớn không chấp nhận người trẻ, thế mà lại bị Dương Bách Xuyên dùng một quyền đánh bay. Điều này khiến ông vô cùng mất mặt. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, đều do Ngô Nam sơ suất, không có đề phòng, chẳng khác nào vô ích bị Dương Bách Xuyên đánh một quyền. Đồng thời cũng khiến ông bị dọa trước thực lực thật sự của Dương Bách Xuyên, cũng không khỏi tức giận. Cái mặt mũi này nhất định phải lấy lại mới được. Nếu không sau này làm sao ông có thể ăn nói ở trước mặt cấp dưới được. Sau khi nhắc nhở Dương Bách Xuyên nhắc nhở, ông chậm rãi giơ tay lên. Sau một khắc, trong mắt mọi người lại xuất hiện một cảnh tượng kinh diễm, ngoại trừ hai người Vương Huyền Cơ và Chu Giáp đã từng thấy thủ đoạn của Ngô Nam,
ba người còn lại là anh em nhà Độc Cô và Vương Tông Nhân thì đều mở to hai mắt. Chỉ thấy trong tay Ngô Nam xuất hiện tia chớp vần quanh. Đây có phải là lôi điện không? Lôi điện xuất hiện trong tay Ngô Nam khiến anh em nhà Độc Cô và Vương Tông Nhân kinh ngạc, chưa từng nghĩ tới có người có thể khống chế sức mạnh lôi điện. Cho dù là Dương Bách Xuyên cũng hơi kinh ngạc, tuy là từ trước đã nghe Vương Huyền Cơ nói Ngô Nam có thiên phú khống chế lôi điện, nhưng thật sự nhìn thấy khiến lòng anh cũng không khỏi kinh ngạc. Sức lực lôi điện vẫn là sức mạnh siêu nhiên trong nhận thức của loài người. Đâu ai ngờ tới sức mạnh siêu nhiên cấp độ này lại bị con người khống chế trong tay chứ. Ý nghĩ đầu tiên trong đầu Dương Bách Xuyên là thuật pháp thần thông. Thật ra lôi điện trong tay Ngô Nam là thiên phú bẩm sinh, cũng không phải là thuật pháp thần thông, đây chính là sức mạnh của thiên tỉnh giả hoặc là dị năng. Nhìn thấy lôi điện trong tay Ngô Nam, Dương Bách Xuyên cuối cùng cũng thu lại khuôn mặt tươi cười, đề cao cảnh giác, cẩn thận đối phó với ông. Tay trái của anh tập trung chân khí khổng lồ, tay phải cũng đồng thời chuẩn bị chân nguyên ly hỏa. Trong lòng vừa căng thẳng lại vừa có vài phần chờ mong, anh muốn thử xem chân khí của mình cộng thêm chân hỏa có thể chống đỡ lôi điện của Ngô Nam hay không. Suy cho cùng, bất kể là chân khí và chân nguyên ly hỏa của anh, hay là sức lực lôi điện của Ngô Nam, thật ra đều là năng lượng thể trong trời đất. Chỗ khác biệt chính là anh khống chế được nó thông qua tu luyện, còn Ngô Nam là do bẩm sinh đánh thức. Cả hai đều là năng lượng của trời đất. Sau khi Ngô Nam nhìn thấy sắc mặt Dương Bách Xuyên thay đổi, trong lòng cuối cùng nở nụ cười, ông tin tưởng 100% vào sức mạnh dị năng lực của bản thân. Trong lòng nghĩ, đối phó với Dương Bách Xuyên chỉ cần dùng 3 phần sức mạnh lôi điện cũng đủ rồi. Lập tức giơ tay lên, trong tay Ngô Nam xuất hiện một luồng lôi điện, tốc độ nhanh đến mức vừa lóe lên đã biết mất lập tức rơi vào trên người Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên đã có đề phòng từ trước, trong nháy mắt Ngô Nam ra tay, chân khí và chân hỏa ở cả hai bên trái phải cùng lúc đối phó với tia chớp của Ngô Nam. Nhưng lúc ra tay, tia chớp của Ngô Nam đã cách người anh 3 tấc đất. Lôi điện và chân khí chân hỏa lập tức chạm vào nhau. Ngay sau đó một tiếng rung động nặng nề vang lên, một luồng sóng khí vô hình khuếch tán ra ngoài sân, làm cho Vương Tông Nhân là người không có căn cơ nội lực suýt chút nữa ngã xuống. Cũng may có Độc Cô Vô Tình bên cạnh vội vàng đỡ lấy cậu ta. Mà trong mắt mấy người Vương Huyền Cơ, cảnh tượng vừa rồi khiến bọn họ vô cùng chấn động. Kể cả Ngô Nam cũng không ngờ, trong tay Dương Bách Xuyên có một nắm hỏa cầu tràn ngập năng lượng như thế. Mấy người bọn họ trước tiên nghĩ đến một khả năng, đó chính là Dương Bách Xuyên cũng là một thiên tỉnh giả. Hơn nữa còn là một quái vật tài năng tu luyện song hệ võ cổ và thiên tỉnh. Hỏa diễm vừa rồi trong tay Dương Bách Xuyên tràn ngập năng lượng cường đại, không có thiên tỉnh giả thứ hai nắm trong tay hỏa diễm, cho nên mấy người nhận định Dương Bách Xuyên là thiên tỉnh giả. Toàn bộ giới võ cổ, người vừa có thể tu luyện võ cổ đồng thời lại là thiên tỉnh giả chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Người như vậy ở Thần Long Đàm chỉ có một, đó chính là vị đàm chủ đại nhân thần bí nào đó ở Thần Long Đàm. Dương Bách Xuyên xem như là quái vật đầu tiên xuất hiện trong thời hiện đại. Mấy người Vương Huyền Cơ đều biết, nhân vật như thế này trưởng thành sẽ có thực lực không thể nào tưởng tượng được. Dương Bách Xuyên không biết mấy người Vương Huyền Cơ lại nghĩ mình thành quái vật tu luyện song hệ. Giờ khắc này, anh lại đang chìm trong sự chấn động mạnh, trong nháy mắt va chạm vừa rồi, một luồng lôi điện của Ngô Nam lập tức đánh tan chân khí và chân hỏa của anh. Hơn nữa, sức mạnh cũng không giảm mà rơi trên người anh. Trong khoảnh khắc đó, lần thứ hai anh cảm thấy bóng tối của cái chết bao phủ trên người, tựa như lần đối mặt với đòn tấn công của thần hồn Lục Tuyết Hy, vô cùng đáng sợ. Toàn thân khi bị lôi điện đánh chúng đều chấn động, lục phủ ngũ tạng cũng bị đảo loạn. Từng sợi tóc dựng ngược lên, hoàn toàn có một ảo giác mất đi khống chế. Cũng may đạo lôi điện này của Ngô Nam lóe lên rất nhanh rồi biến mất, chỉ làm cho toàn thân anh trở nên tê dại, các giác quan đều mất đi cảm giác. Anh biết là Ngô Nam có chút thu liễm hoặc là nói không dùng hết sức lực, nếu không một đòn của ông ta chắc chắn có thể khiến anh mất mạng. Giờ phút này, mặc dù các giác quan của Dương Bách Xuyên mất đi cảm giác, nhưng anh không nghĩ gì khác, trong lòng chỉ có một câu, thực lực. Dương Bách Xuyên bị thực lực của Ngô Nam đả kích, anh đã cảm nhận được sức mạnh cường đại của thiên tỉnh giả. Đồng thời cũng nhận thức được tu vi yếu kém của chính mình. Ngô Nam là một thiên tỉnh giả.
Vương Huyền Cơ từng nói cùng lắm cũng chỉ mạnh ám kình tầng 9 đỉnh phong như ông một chút. Nói cách khác, nếu anh đối đầu với võ cổ giả ám kình tầng 9 thì không có bất kỳ phần thắng nào. Sau đó, anh nhìn thấy Ngô Nam đi tới mở miệng nói gì đó, nhưng các giác quan đều không hoạt động, không nghe được ông đang nói cái gì, anh vội vàng vận chuyển càn khôn tạo hóa quyết, các giác quan mới dần dần khôi phục lại. Anh nghe Ngô Nam nói, Dương tiên sinh, cậu là người tu luyện song hệ à? Người tu luyện song hệ, Dương Bách Xuyên sửng sốt, lập tức hiểu ra, có thể Ngô Nam đang nói đến chân nguyên ly hỏa vừa rồi trong tay anh. Nhìn mấy người Vương Huyền Cơ đồng dạng là một bộ biểu tình, Dương Bách Xuyên cười một chút nói, xem như là đi. Dù sao bọn họ cũng không biết tài năng của tu chân giả nếu so sánh thật sự, thuật pháp của tu chân giả hình như cũng không khác gì thiên tinh giả. Nhưng anh biết, nếu sau này tu vi tăng lên, anh sẽ nắm giữ càng ngày càng nhiều thuật pháp, thiên tinh giả cũng không tính là gì. Nhưng trước mắt anh cần phải cân nhắc việc tăng tu vi lên. Hôm nay dưới một đòn lôi điện của Ngô Nam, quả thực làm anh sợ hãi. Nếu tu vi đủ cao thì sợ gì đòn lôi điện của Ngô Nam tấn công chứ? Nghe được Dương Bách Xuyên thừa nhận, bốn người Ngô Nam và Vương Huyền Cơ đều đưa mắt nhìn nhau, sắc mặt đều nghiêm túc lại, nếu như nói lúc trước là nể mặt nhà họ Vương mới để cho Dương Bách Xuyên gia nhập Thần Long thì có hơi gượng gạo. Nhưng giờ khắc này, Ngô Nam chỉ nghĩ làm thế nào để giữ gìn mối quan hệ tốt với Dương Bách Xuyên, trói chặt hắn mãi mãi ở trên xe ngựa Thần Long Đàm. Anh hùng trẻ tuổi mà Dương tiên sinh, đây là Thần Long lệnh của Thần Long Đàm, phía trên có bản đồ tiến vào Thần Long Đàm, dựa vào lệnh này, tiên sinh có thể điều phối một tiểu đội đặc chiến, bất kể ở nơi nào, bọn họ đều sẽ chạy tới tạo điều kiện cho tiên sinh, Dương tiên sinh hãy nhận lấy. Trong lúc nói chuyện, Ngô Nam lấy một lệch bài cổ xưa bằng ngọc thạch ra và giao cho Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên không từ chối, nhưng ở trong lòng nói thầm một câu, xem ra thân phận người tu luyện song hệ này của mình cũng rất đáng giá. Sau đó Ngô Nam và Dương Bách Xuyên tán gẫu vài câu, rồi lập tức dẫn theo hai người Chu Giáp rời khỏi nhà họ Vương, ông là người chủ trì mọi chuyện ở Thần Long Đàm nên rất bận rộn, sẽ không ra ngoài làm phí thời gian quá lâu, trước khi đi còn nói với Dương Bách Xuyên, Ngô Mỗ ở Thần Long Đàm chờ tiên sinh đến. Chắc chắn. Dương Bách Xuyên vẫn rất tò mò về Thần Long Đàm, chắc chắn anh sẽ đi xem thử. Vương Huyền Cơ không đi, ông cụ nói, nhân dịp đi ra ngoài ông muốn đi dạo một vòng vùng đất Trung Quốc. Chờ ba người Ngô Nam rời đi, trong sân chỉ còn lại anh em Độc Cô và Vương Tông Nhân, Vương Huyền Cơ. Mấy người trở về phòng khách. Lúc này Độc Cô vô tình mới tiếp tục lời còn chưa nói hết, nhìn Dương Bách Xuyên nói, tiên sinh, về chuyện của em trai tôi thì sao? Trong lúc nói chuyện, Độc Cô vô tình còn nháy mắt với Độc Cô Hối. Độc Cô Hối phản ứng lại, lúc này anh ấy mới quỳ gối trước mặt Dương Bách Xuyên lớn tiếng nói, xin tiên sinh nhận tôi làm đệ tử. Ha ha ha, thằng nhóc nhà cậu cũng rất thông minh đấy, Dương Bách Xuyên nở nụ cười. Đối với thiên phú linh căn thuộc tính kim của Độc Cô Hối, chỉ hy vọng ngày sau trở thành phôi của kiếm tiên, anh vẫn rất vui vẻ thu nhận vào vân môn, mặc dù anh chỉ mới là luyện khí kỳ tầng 5. Ở trong giới tu chân, nếu tu vi ở cấp bậc này mà đi thu nhận đệ tử sẽ bị người ta cười rụng răng, nhưng ngẫm lại, nơi này là trái đất không có tu chân giả, là trái đất cực kỳ thiếu hụt linh khí, là một nơi mà võ cổ giả đều có thể làm chủ cả thế giới. Một người ở cấp bậc luyện khí kỳ tầng 5 như anh dường như thu nhận một đệ tử cũng không phải không thể. Vừa muốn cười thành tiếng, khóe mắt anh nhìn thấy trong tay ông cụ Vương Huyền Cơ bắn ra một phát, không biết là vật gì bắn lên đùi Vương Tông Nhân. Lập tức Vương Tông Nhân cũng không tự chủ được quỳ gối trước mặt Dương Bách Xuyên. Chỉ nghe ông cụ cười ha ha nói, anh bạn nhỏ Bách Xuyên, đứa nhỏ Tông Nhân này nói cũng muốn bái nhập môn hạ của cậu. Dương Bách Xuyên muốn bật cười, sao có thể không hiểu ý của ông cụ, rất rõ ràng là ông cũng muốn Vương Tông Nhân bái sư. Nhưng Vương Tông Nhân không có phản ứng gì, ông cụ sốt ruột trực tiếp ra tay để cho cậu ta quỳ xuống. Đối với việc này Dương Bách Xuyên cười nói, theo lý thì tu vi của tôi vẫn còn kém cỏi, không đủ thu nhận đệ tử, nhưng các cậu đều là người quan trọng của tôi không thể không đồng ý. Tuy nhiên cái gì cũng có ngoại lệ, hôm nay tôi tự mình ngông cuồng thu nhận hai người làm đệ tử, nhưng mà trước mắt chỉ có thể ghi danh, tôi phải đến Nam Quốc một chuyến, trở về mới nói đến chuyện nhận đệ tử, trong khoảng thời gian đó, hai người có thể đến Cố Đô tìm chị em nhà họ Lục.
Hai người vừa nghe vậy, Dương Bách Xuyên xem như đã đồng ý, chỉ thiếu nghi thức thu nhận đệ tử, lúc này bọn họ mừng rỡ, vội vàng nói cảm ơn sư phụ. Đứng lên đi, trong lòng Dương Bách Xuyên cũng rất vui vẻ, Độc Cô Hối là kiếm tiên, mà ở trong mắt anh, Vương Tông Nhân chỉ có thiên phú linh căn là tứ hệ linh căn bình thường, là thiên phú linh căn vô cùng kém, ngược lại hoàn toàn với Độc Cô Hối có đơn hệ linh căn. Nhưng nghe Vương Huyền Cơ nói, Vương Tông Nhân lại là kỳ lân nhi của nhà họ Vương, nói cách khác số mệnh của Vương Tông Nhân rất cường đại. Mặc dù thiên phú tu chân quan trọng, nhưng số mệnh quan trọng hơn. Cái gọi là số mệnh chính là cơ duyên của tu chân giả, ví dụ như trong điều kiện tương tự, những người có vận may lớn thường có tỷ lệ có được thiên tài địa bảo lớn hơn người khác. Cho nên số mệnh cũng là một phần thực lực. Trong người Vương Tông Nhân có vận may, cũng đủ bù đắp cho thiên phú yếu kém của cậu ta. Trong lòng Dương Bách Xuyên rất hài lòng về hai đệ tử trong tương lai này. Chờ sau khi hai người đứng dậy, Độc Cô Hối nhìn thoáng qua Vương Tông Nhân rồi đột nhiên hỏi. Sư phụ, chúng con đã tính toán, con bái ngài làm sư phụ sớm hơn Tông Nhân một phút, có phải nói con chính là đại sư huynh đúng không? Dương Bách Xuyên vừa nghe vậy thì lập tức vui vẻ, thằng nhóc Độc Cô Hối này cũng rất thú vị đấy. Vương Tông Nhân vừa nghe đã nóng nảy, hôm nay chúng ta chỉ ghi danh vào môn hạ của sư phụ, vẫn chưa chính thức bái sư, lần này không tính. Ha ha, hai người cũng đừng cãi nhau nữa, theo lý thì Độc Cô Hối chính là đại sư huynh. Được rồi, hai người đi xuống đi, bọn ta còn phải bàn chuyện chính sự. Dương Bách Xuyên nhìn hai người có dấu hiệu tranh đấu nên bảo bọn họ đi xuống. Chờ sau khi Độc Cô Hối và Vương Tông Nhân rời đi, trong sân chỉ còn lại ba người Dương Bách Xuyên, Độc Cô Vô Tình và Vương Huyền Cơ. Ngày hôm sau Dương Bách Xuyên rời khỏi Yên Kinh đi thẳng đến Nam Quốc, anh nghe theo đề nghị của Vương Mộ Sinh, anh không ngồi máy bay mà là ngồi xe buýt đi đường bộ. Từ Quảng Tây tiến vào Nam Quốc. Đương nhiên, Vương Mộ Sinh nói, ở bên đó ông đã sắp xếp một đội giao dịch đánh bạc thuộc công ty quân đội Trung Quốc. Trước khi đi, anh còn đuổi hai đệ tử đã ghi danh tạm thời là Độc Cô Hối và Vương Tông Nhân, bảo bọn họ đi theo Triệu Nam và đạo trưởng Phương cùng đến Cố Đô tìm Lục Tuyết Hy, trước tiên để cho bọn họ quen thuộc với cái gì gọi là tu chân mới là việc cần thiết. Về phần Độc Cô Vô Tình, Dương Bách Xuyên vốn muốn cho cô thử dùng châm M Dương Ngũ Hành cộng thêm dung hợp với chân hỏa để loại trừ hoàn toàn độc khí trong cơ thể, nhưng lại không thành công, độc khí trong cơ thể Độc Cô Vô Tình không phải độc đơn thuần mà là một loại năng lượng, cho nên Dương Bách Xuyên chỉ có thể dẫn Độc Cô Vô Tình theo bên cạnh, để phòng độc khí của cô tái phát, dù sao Độc Cô Vô Tình cũng là cao thủ ám kình tầng 8, đi theo bên cạnh anh cũng coi như là trợ thủ. Vương Mộ Sinh còn sắp xếp cho Dương Bách Xuyên một người phiên dịch. Là một bộ đội đặc chủng bình thường tên là Hướng Hoa, dọc theo đường đi đều rất cung kính gọi Dương Bách Xuyên là thủ trưởng, làm cho Dương Bách Xuyên rất không quen. Lúc thông quan, Hướng Hoa nói với Dương Bách Xuyên, thủ trưởng, chúng ta cần đổi một ít tiền lẻ để sử dụng ở Nam Quốc, nếu không sẽ bất tiện lắm, hai người chờ tôi đi đổi nhé. Tiểu Hướng, anh chờ đã, làm sao để đổi tiền của Nam Quốc thành tiền tệ của Trung Quốc chúng ta? Nói xong. Dương Bách Xuyên lấy ví tiền ra đưa cho Tiểu Hướng 2 vạn tệ tiền Trung Quốc. Thủ trưởng, nhiều quá, hải quan quy định mỗi người thông quan chỉ có thể mang theo tối đa 6.000 tệ tiền Trung Quốc, một nguyên tệ Trung Quốc có thể đổi hơn 2.400 tiền Nam Quốc, đổi 3 đến 5.000 là đủ tiền tiêu vặt rồi, giao dịch lớn thì có thể chuyển khoản. Hướng Hoa thường xuyên đến Nam Quốc làm nhiệm vụ nên hiểu rất rõ tình hình bên này. Anh ta nhận được mệnh lệnh của cấp trên là phụ trách làm hướng dẫn viên và phiên dịch cho vị thủ trưởng trẻ tuổi này, bọn họ sẽ cùng thương đội của quân đội đi Nam Quốc đánh bạc. Dương Bách Xuyên nghe theo đề nghị của Hướng Hoa, giao những chuyện nhỏ này cho anh ta đi xử lý, không thèm để ý tới. Thật ra anh cũng biết, giao dịch quy mô lớn ở Nam Quốc vẫn là dùng đồng tiền mạnh, trước khi anh xuất phát cũng đã rút 50 triệu tiền mặt từ thẻ ngân hàng Yên Kinh cho vào không gian bình càn khôn. Nếu không phải sợ không gian bình càn khôn không chứa nổi, anh đã định bỏ 100 triệu tiền mặt vào đó rồi. Bởi vì căn cứ theo tin tức Vương Mộ Sinh cung cấp, gia tộc Đoan Mộc ở Nam Quốc nắm giữ thị trường giao dịch cờ bạc lớn nhất Nam Quốc, lần này đến Nam Quốc mục đích chủ yếu là điều tra tung tích của mẹ mình, chắc chắn phải tiếp xúc với người của gia tộc Đoan Mộc. Nhưng anh vẫn chưa thể mạnh lên, biện pháp tốt nhất chính là đi đánh bạc, làm ăn lớn để tạo sự chú ý của gia tộc Đoan Mộc. Mới có thể tiếp xúc với tầng lớp cao cấp của gia tộc Đoan Mộc. Vương Mộ Sinh đã dặn dò anh,
nếu không đến bước đường cùng thì không thể lấy cứng đối cứng với gia tộc Đoan Mộc. Lần này đi ra ngoài, anh trên danh nghĩa là quý ông của một gia tộc nào đó ở Yên Kinh, chính là đi tiêu tiền, ăn chơi xa hoa. Mà thương đội mà Vương Mộ Sinh đã sắp xếp chính là để yểm hộ cho Dương Bách Xuyên, trên thực tế tất cả đều là người của quân đội, đương nhiên cũng là một đoàn đội kiếm tiền cho quân đội. Sau khi hai bên hẹn nhau thông quan, họ gặp nhau tại một thị trấn nhỏ. Trấn nhỏ Sơn Lương, bởi vì ở đây cách Trung Quốc gần nhất, là một thị trấn rất phồn hoa, sau khi xuống xe, Dương Bách Xuyên và Độc Cô Vô Tình đi thẳng đến quán ba giản trại ở trên trấn theo sự chỉ dẫn của Hướng Hoa. Nơi này chính là nơi anh gặp mặt thương đội đánh bạc, Vương Mộ Sinh cũng không nói đến đối phương có bao nhiêu người, trông như thế nào, chỉ nói cho anh biết, đến quán ba tự nhiên sẽ có người liên lạc với anh. Cho nên quán ba giản trại là điểm dừng chân đầu tiên của Dương Bách Xuyên. Đi vào quán ba giản trại, nơi này hội tụ đủ loại người, tất cả mọi người ở đây cơ bản đều là khách du lịch, liếc mắt một cái có thể thấy rõ ràng người Trung Quốc chiếm đa số. Đối với việc này Dương Bách Xuyên cũng không thấy làm lạ, mấy năm nay người dân Trung Quốc trải qua hoạn nạn, một lần nữa lại đứng ở tầm mắt quốc tế, người dân đối với việc du lịch nước ngoài cũng không còn là chuyện gì to tát khi nói về việc du lịch ở nước ngoài như thập niên 80 nữa. Bây giờ, trong thời gian nghỉ phép của người dân bình thường đều có thể xuất ngoại bất cứ lúc nào, quốc gia nhỏ như Nam Quốc cách Trung Quốc rất gần, lại vô cùng thuận tiện, có thể xuất hiện một lượng lớn người Trung Quốc cũng không có lạ chút nào. Cũng không có mục tiêu, ba người tìm vị trí ngồi xuống, Hướng Hoa gọi một ly cốc tai trắng, dù sao cũng phải ngồi chờ. Dựa theo lời nói của Vương Mộ Sinh, đối phương sẽ chủ động liên lạc. Uống xong một ly rượu cũng không thấy động tĩnh gì, ở trong phòng ba Dương Bách Xuyên cũng không phát hiện người nào giống như người đến tiếp xúc, càng không tồn tại võ cổ giả. Điều này khiến anh nghi ngờ, có phải Vương Mộ Sinh nói sai địa điểm không? Anh lại hỏi Hướng Hoa, tiểu Hướng có phải chúng ta tìm nhầm chỗ không? Tại sao không thấy động tĩnh gì? Thủ trưởng, sẽ không sai đâu, cả trấn nhỏ chỉ có mỗi một quán ba này, chắc chắn là không sai, chúng ta cứ chờ xem. Cũng chỉ có thể như thế, nếu không được thì chúng ta tự mình đi. Được, dù sao tôi cũng biết thị trường đánh bạc của Nam Quốc. Độc Cô Vô Tình không nói nhiều, chỉ yên lặng ngồi ở một bên. Dương Bách Xuyên và Hướng Hoa ngồi cùng một chỗ nói chuyện phiếm, hỏi một ít phong tục tập quán của địa phương. Sau khi ba người uống hết ba ly rượu, một người phụ nữ khoảng 30 tuổi bưng bê ở quán ba đi về phía bọn họ, trên người mặc bộ quần áo dân tộc, mỗi một bước đi đều uốn éo cơ thể, tràn ngập phong tình. Soái ca có cần phục vụ không, ngồi một mình nhàm chán biết bao. Đôi môi của cô ta rất đỏ, khẽ mở ra khêu gợi hỏi. Không cần Hướng Hoa cứng rắn trả lời một câu. Mà Dương Bách Xuyên nhìn thấy người phụ nữ này tới, ngược lại nhếch miệng cười, bởi vì người phụ nữ này nói tiếng phổ thông tiêu chuẩn, quan trọng hơn là anh phát hiện người phụ nữ này là một võ cổ giả, tuy rằng mới là ám kình tầng 1. Nhưng lại là võ cổ giả duy nhất trong quán ba. Anh ra hiệu với Hướng Hoa rồi nhìn người phụ nữ kia, cười nói, không biết có những dịch vụ gì nhỉ. Những lời này vừa nói ra. Dương Bách Xuyên cảm giác được một luồng khí lạnh truyền ra từ người của Độc Cô Vô Tình khiến cho anh không khỏi run rẩy. Ngay sau đó Độc Cô Vô Tình hừ lạnh, đứng dậy nói, tôi đi ra bên ngoài hít thở không khí. À, Dương Bách Xuyên kinh ngạc, phản ứng hơi thái quá rồi, anh vội vàng nói với Hướng Hoa, tiểu Hướng mau đi xem một chút. Vâng, thưa tiên sinh, vốn dĩ Hướng Hoa muốn gọi thủ trưởng, nhưng có người ngoài, vội vàng dừng lại. Không cần lo lắng cho tôi, mau đi xem thử đi. Dương Bách Xuyên vẫn lo lắng cho Độc Cô Vô Tình, dù sao thì ở đây cũng là nơi đất khách quê người. Vâng. Sau khi Hướng Hoa và Độc Cô Vô Tình rời đi, người phụ nữ cười khanh khách nói, bạn gái anh ghen rồi. Dương Bách Xuyên cười ha ha, ghen là chuyện nhỏ, ngược lại tôi cảm thấy rất hứng thú với dịch vụ trong miệng cô, nói xem phục vụ như thế nào. Ha ha. Vậy thì phải xem tiên sinh ra giá khởi điểm như thế nào, có tiền mua tiên cũng được, cho dù là tiên sinh bảo đến Nam Quốc giết người hay phóng hỏa cũng được. Tôi là người làm ăn, cần có đội ngũ kinh doanh chuyên nghiệp, loại dịch vụ của cô có đáp ứng được không? Còn tiền thì không phải là vấn đề. Trùng hợp, trên tay chị đây đúng lúc có, chỉ là không biết tiên sinh ra giá có thật hay không.
Cô xem thử toàn bộ có phải thật không? Ha ha, trong lúc Dương Bách Xuyên cười ha ha thì anh trở tay lấy ra một quyển sổ đỏ nhỏ to bằng bàn tay, thuận tay bỏ vào trước ngực của người phụ nữ, hơn nữa còn nhéo một cái. A, người phụ nữ hừ nhẹ, trong nháy mắt Dương Bách Xuyên cảm nhận được một luồng sát khí truyền từ trên người cô ta ra. Là loại sát khí như muốn làm bàn tay nhuốm máu vậy. Dương Bách Xuyên cũng không có để ý đến chuyện này chút nào, cười híp mắt nhìn chằm chằm người phụ nữ, xem cô ta có thể trở mặt hay không. Lúc này anh đã đoán được người phụ nữ này chính là người Vương Mộ Sinh sắp xếp. Chẳng qua không ngờ rằng cô ta lại gặp mặt theo cách này mà thôi. Sau khi Thanh Tước bị Dương Bách Xuyên sờ ngực, trong nháy mắt vô thức tỏa ra sát ý, vậy mà lại phát hiện trong ánh mắt của anh không có chút bối rối nào. Điều này làm cho ngọn lửa của cô ta dập tắt trong nháy mắt, đưa tay vào trong lồng ngực anh, cầm lấy quyển sổ đỏ nhỏ vào trong tay quan sát. Ngay sau đó, cả người cô ta chấn động. Bởi vì trên sổ đỏ nhỏ viết chính là hàm thiếu tướng. Ban đầu cô ta nhận được mệnh lệnh của cấp trên là hợp tác với một vị đại thiếu gia trong nước đi đến thị trường đánh bạc tiếp xúc với người của gia tộc Đoan Mộc, mà người đó trong suy nghĩ của cô ta chính là một tên ăn chơi trác táng của một gia tộc nào đó trong nước, nên cô ta chỉ đến theo nhiệm vụ của quân đội mà thôi. Cô ta cũng không biết nhiều thông tin về Dương Bách Xuyên, chỉ nhận được một tấm ảnh, nhưng đối với đầu óc tràn đầy xem thường của Thanh Tước thì không thèm nhìn đến, chuẩn bị cố ý chơi đùa với anh, sau đó sẽ dạy dỗ anh. Nhưng không nghĩ tới lá gan của tên này lại lớn như vậy, còn dám đùa giỡn cô ta. Cũng chính là lúc này, tất cả năm đồng nghiệp giải rác ở khắp quán bar đều đứng lên. Dương Bách Xuyên cũng lập tức phát hiện ra, nhưng trong cảm giác đều là người thường nên không thèm để ý. Về phần Thanh Tước, mục đích ban đầu là muốn dạy dỗ Dương Bách Xuyên một phen, nhưng sau khi nhìn thấy giấy tờ của Dương Bách Xuyên, vội vàng giơ tay lên, ngăn lại năm đồng nghiệp đang đi tới. Cấp bậc thiếu tướng là bộ phận đặc thù, đây không phải là thứ tầm thường ngu dốt có thể đạt được, điểm này cô ta vô cùng rõ ràng, biết rằng lần này đùa có hơi quá rồi. Sự kiêu ngạo trên người cũng thu liễm lại trong nháy mắt, vẻ mặt cô ta cung kính nhỏ giọng nói, thực xin lỗi, thủ trưởng, tên tôi là Thanh Tước, là đội trưởng tiểu đội đặc chiến bên Nam Quốc, cũng là người chịu trách nhiệm của thương đội quân đội, vừa rồi. Hiểu lầm, xin thủ trưởng tha thứ. Dương Bách Xuyên cười ha ha. Biết Thanh Tước chỉ là biệt danh của cô ta, thật ra anh cũng không có để ý chút nào. Đối mặt với lời xin lỗi của Thanh Tước, khóe miệng Dương Bách Xuyên hé ra nói, lời xin lỗi này của cô không có ý thành khẩn, vừa rồi không phải nói có phục vụ sao, có phải nên tìm cho tôi mấy cô gái Nam Quốc đến xin lỗi không, ha ha. A hát ngay lập tức, sự kính trọng mà Thanh Tước vừa mới tỏ ra đối với Dương Bách Xuyên đã hoàn toàn không còn, trong lòng hung hăng khinh bỉ anh. Nhưng mà vẫn nói, không phải chỉ là gái Nam Quốc thôi sao? Nếu thủ trưởng có yêu cầu Thanh Tước có thể sắp xếp cho ngài, 10 người phụ nữ của Nam Quốc có đủ không? Nói xong, cô ta vẫy tay về phía một nhân viên phục vụ ở xa. Trong nháy mắt Dương Bách Xuyên đổ mồ hôi, người phụ nữ này đúng là không biết nói đùa, vậy mà cô ta thật sự tìm sao? Anh vội vàng nói, đùa thôi, việc chính sự quan trọng hơn, tìm một chỗ nói chuyện đi. Ha ha, thủ trưởng, Thanh Tước là người từng trải, có muốn giải quyết vấn đề trong cuộc sống cho ngài trước rồi mới nói chuyện chính sau được không? Sự kính nể của Thanh Tước đối với Dương Bách Xuyên đã biến mất hoàn toàn, cô ta là người quanh năm đi trên tuyến đường sinh tử, luôn là người phụ trách công việc ở thương đội Nam Quốc, gặp qua đủ loại người nên đã hoàn toàn quen chuyện này, cô ta cũng muốn thử giao lưu xem tính tình của Dương Bách Xuyên thế nào. Nếu anh thích nói giỡn, tôi sẽ chơi thật cho anh xem. Không phải là tìm gái sao, Nam Quốc cái gì cũng thiếu, thứ duy nhất không thiếu chính là phụ nữ. Cả thế giới đều biết Nam Quốc là một quốc gia mất cân bằng tỷ lệ nam nữ, đương nhiên là phụ nữ nhiều hơn đàn ông, hơn nữa cái lượng nhiều hơn này không phải là một số nhỏ. Cũng may Nam Quốc là chế độ xã hội chủ nghĩa, nếu là chế độ quân chủ, làm không tốt thì một đàn ông có thể lấy mấy vợ cũng là chuyện bình thường. Khụ khụ cái gì chứ, tôi chỉ nói đùa thôi. Chuyện chính quan trọng hơn, chuyện chính quan trọng hơn. Dương Bách Xuyên đối mặt với người phụ nữ này mà bị dọa đến nỗi trán đổ mồ hôi. Cô ta không chỉ phong tình lẳng lơ, còn là một người nói chuyện không có chút cố kỵ nào. Vốn dĩ Dương Bách Xuyên muốn đùa giỡn cô ta một chút, hiện tại thoạt nhìn thật đúng là không đùa giỡn được.
nếu thật sự tìm 10 phụ nữ Nam Quốc cho anh thật sự là không chịu nổi. Không cần ư, Thanh Tước cười đùa. Không, không cần, khụ khụ. Dương Bách Xuyên bắt đầu đỏ mặt, anh phát hiện người phụ nữ này thật sự đã rèn luyện trăm năm đến thành tinh rồi. Mỗi nụ cười, mỗi tiết tấu đều lộ ra sự mê hoặc, mấu chốt là đôi mắt to ngập nước của cô ta lúc nói chuyện sẽ phóng điện, làm cho Dương Bách Xuyên cũng không dám nhìn cô ta. Vậy mời thủ trưởng đi theo tôi, quán bar này là của tôi, cũng không cần quá căng thẳng, ha ha. Thanh Tước nói xong thì làm một động tác mời, ra hiệu cho Dương Bách Xuyên đi cùng cô ta. Dương Bách Xuyên lau mồ hôi trên trán, đi theo phía sau cô ta vào một phòng làm việc ở quán bar. Ở phía sau, đã thấy có 5 người đang chờ trong văn phòng. Thanh Tước giới thiệu sơ qua về mấy người này cho Dương Bách Xuyên biết, chỉ nói cho bọn họ biết là Dương Bách Xuyên lần này đến chấp hành nhiệm vụ được giao, cũng là đối tượng lần này mọi người phải nghe theo. Sau đó cô ta chỉ vào một cô gái 18 hoặc 19 tuổi và nói với Dương Bách Xuyên, cô ấy có biệt danh là Ngư Nhi, giỏi hacker, phụ trách thông tin liên lạc. Anh ta là Bạch Lang tay súng bắn tỉa của đội, phụ trách hậu cần. Cô ta chỉ vào một người đàn ông 30 tuổi nói, thoạt nhìn người này rất trầm tính, chỉ gật đầu mà không nói gì. Thứ ba là Cương Tử, rất đanh thép, người lái xe trong đội, chịu trách nhiệm về tuyến đường. Người thứ tư đang hút thuốc, chúng tôi đều gọi anh ta là Lão Yên, phụ trách việc xã giao lần này, cuối cùng người có danh hiệu thủ lĩnh kia là đội phó, phụ trách giám định cho cuộc đánh bạc lần này. Chờ Thanh Tước giới thiệu xong, Dương Bách Xuyên cũng chào hỏi từng người bọn họ, trong lòng cảm giác kỳ lạ, tất cả 6 người bao gồm cả Thanh Tước chính là chiến đội tinh anh mà Vương Mộ Sinh sắp xếp cho anh lần này. Nhưng những người này không chỉ là quân nhân, mà còn là tinh anh trong giới kinh doanh, chuyên môn phụ trách kiếm tiền cho quân đội. Sau khi hội hợp lại với đoàn đội của Thanh Tước, 3 người Dương Bách Xuyên ngồi lên xe Thanh Tước sắp xếp khởi hành, trực tiếp đi tới thị trường giao dịch đánh bạc. Điểm đến là một thành phố ở Nam Quốc tên là An Châu, nơi đó giáp với nước cũ, cũng là đại bản doanh của gia tộc Đoan Mộc. Lúc xuất phát một đoàn có 9 người, Thanh Tước sắp xếp 2 chiếc Việt dã cũng không chật chội. Nhưng mà, không biết là Thanh Tước cố ý hay là vô ý, ngồi cùng một chỗ với Dương Bách Xuyên. Lái xe là một thanh niên có biệt danh là thủ lĩnh, người phiên dịch Hướng Hoa ngồi ở ghế phụ, phía sau xe là Dương Bách Xuyên và Độc Cô Vô Tình cộng thêm Thanh Tước. Điều khiến Dương Bách Xuyên vừa hạnh phúc vừa xấu hổ chính là, anh ngồi ở giữa 2 người phụ nữ. Tuy rằng Độc Cô Vô Tình biết Thanh Tước là người hỗ trợ Dương Bách Xuyên, nhưng vẫn thấy khó chịu khi nhìn anh và cô ta thân thiết. Dọc theo đường đi cô liên tục hừ lạnh. Mà người phụ nữ tên Thanh Tước này ở trong mắt Dương Bách Xuyên chính là một yêu tinh, đối với sự ghen tuông của Độc Cô dường như là không cảm giác được. Mà Dương Bách Xuyên và người phụ nữ này vẫn nói đùa một cách công khai, khi nói lại cho ra từng đợt chấn động, khiến cho Dương Bách Xuyên đều không chịu nổi. Còn có một điểm làm cho Dương Bách Xuyên kỳ lạ chính là, hình như Độc Cô Vô Tình rất phản cảm khi anh khiêu khích với Thanh Tước. Điều này làm cho Dương Bách Xuyên âm thầm nghĩ ở trong lòng, cô nàng Độc Cô Vô Tình không phải là không thích người cùng giới đấy chứ. Dọc theo đường đi Dương Bách Xuyên nói chuyện phiếm với Thanh Tước hỏi một ít tình huống về Đoan Mộc gia tộc và chuyện cá cược đánh bạc, nhưng người phụ nữ này luôn làm lệch sóng, cuối cùng anh vẫn không dám nói chuyện cùng cô ta. Nhưng mà Thanh Tước lại vẫn cứ luyên thuyên, người phụ nữ này luôn khiêu khích Dương Bách Xuyên. Khi đi qua một đường hầm, Thanh Tước đột nhiên lại gần nhỏ giọng nói, tiểu thủ trưởng cậu có bao nhiêu người phụ nữ đây? À tôi từ chối trả lời câu hỏi của cô, trong lòng Dương Bách Xuyên đổ mồ hôi dữ dội. Ha ha! Hơi thở của Thanh Tước thở ra như lan, dường như muốn dựa lên trên người Dương Bách Xuyên. Cuối cùng Dương Bách Xuyên đã nhìn ra, người phụ nữ này cố ý. Mấy lần khiêu khích, làm cho người Dương Bách Xuyên bốc hỏa. Đúng lúc này có một đoạn đường hầm không có đèn chiếu sáng, dứt khoát lá gan lớn lên, một tay nhéo lên người cô ta. A! À, Thanh Tước đột nhiên hô thành tiếng. Lúc này Dương Bách Xuyên đồng thời tiến lại gần bên tai cô ta nhỏ giọng nói, Thanh Tước có tin tôi ăn cô luôn hay không? Cậu ăn thử một cái xem, chỉ sợ tiểu thủ trưởng cậu không tiêu hóa được thôi. Thanh Tước phục hồi tinh thần sau đó nói với Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên vui vẻ. Người phụ nữ này thật sự là trời không sợ đất không sợ. Giờ phút này một tay của Dương Bách Xuyên, đặt ở chỗ mềm mại của cô ta, cảm nhận được thân thể của cô ta đang nóng lên.
Mà sau khi Thanh Tước nói xong, lấy tay heo muối của Dương Bách Xuyên rời ra nhỏ giọng nói, thưa thủ trưởng, mỹ nhân băng sơn của cậu sắp nổ tung rồi, ha ha. Đúng lúc này, phía trước có ánh sáng, Dương Bách Xuyên vội vàng ngồi thẳng người. Khóe mắt lại nhìn thấy một tay Độc Cô Vô Tình đặt ở bên hông, điều này khiến cho anh không nhịn được dùng mình một cái. Bên hông Độc Cô Vô Tình là cái gì? Dương Bách Xuyên rõ ràng, là nhuyễn kiếm cô mang theo bên người. Dường như cuộc nói chuyện vừa rồi với Thanh Tước bị Độc Cô Vô Tình nghe được, âm thầm nói, vẫn là an phận ngồi đó đi, có đôi khi bà cô Độc Cô này chính là loại người một lời không hợp liền dùng kiếm. Không khí trong xe có hơi xấu hổ, Dương Bách Xuyên ngồi ở giữa hai phụ nữ cả người khó chịu, suy nghĩ một chút vẫn không nên hỏi Thanh Tước, anh hỏi lãnh đạo lái xe, có liên quan đến vấn đề cá cược đá. Lãnh đạo cậu nói với tôi về đánh bạc. Vâng. Thủ trưởng lãnh đạo trầm ngâm một chút mở miệng, ban đầu tên đánh bạc này không được gọi như thế, mà được gọi là ngân hàng cờ bạc, cũng có thể nói là một loại trò chơi mạo hiểm tinh thần. Trên thị trường đánh bạc có người trong một đêm trở nên giàu có, cũng có người trong một đêm táng ra bại sản, lịch sử Ngọc Thạch có thể được tìm lại trở lại thời kỳ đồ đá theo cách ngày nay, cách đây hơn 10 triệu năm, có thể thấy được lịch sử lâu đời, nhưng lịch sử của đánh bạc lại không phải rất lâu dài, đại khái là phổ biến vào thời nhà Thanh. Từ thời nhà Thanh đến thời dân quốc, ngành công nghiệp châu báu có một tên gọi là sòng bạc, cái gọi là sòng bạc, đề cập đến người chơi châu báu đến cửa hàng châu báu để tìm kiếm một đôi mắt thông minh của phỉ thúy. Thương mại ngọc lục bảo, đặc biệt là thương mại đá thô, thành công dựa vào may mắn, giống như cờ bạc, xổ số đầu tư vào tương lai. Cái gọi là đánh bạc, chính là dùng ngọc bích để đánh bạc, phải biết rằng, thông qua lớp vỏ ngoài của ngọc mà có thể nhìn ra ưu khuyết điểm bên trong ngọc thạch là cần phải học vấn ngọc thạch rất sâu. Trong khoa học và công nghệ phát triển ngày nay, không có công cụ nào có thể phát hiện nó. Nguyên liệu ngọc thạch được khai quật ra, bên ngoài lại bọc một lớp vỏ đá, bên trong vỏ ra là. Bên trong vỏ là cái gì, vẫn không ai nói rõ ràng, cho nên trong nghề gọi quá trình phán đoán ngọc là đánh bạc. Nói một cách đơn giản, chúng tôi đi đến thị trường đá. Là để mua đá thô, sau đó cắt, trong quá trình ra màu xanh lá cây là tăng vọt, nói cách khác đặt cược giành chiến thắng, ngược lại là thua lỗ. Giá cả nguyên thạch cũng căn cứ vào nguồn gốc và kích thước không ngừng mà quyết định, mua nguyên thạch chính là đánh cuộc chính là cắt ra nguyên thạch bên trong có phỉ thúy hay không. Có đôi khi cho dù là trong một khối nguyên thạch lớn trong một khối phòng ốc, cũng không chắc chắn tồn tại phỉ thúy, mà có đôi khi một khối nguyên thạch cỡ nắm tay cắt ra. Có lẽ chính là một khối phỉ thúy trị giá mấy chục thậm chí mấy trăm vạn, sau đó trải qua điêu khắc đại sư điêu khắc, chế tác thành các loại mỹ thuật phỉ thúy, giá trị còn có thể tăng gấp bội. Trong phỉ thúy mọi người đều biết chính là phỉ thúy của Miến Quốc Lão Hố, Nam Quốc An Châu chúng ta đi, là một nơi hội tụ các quốc gia sản xuất phỉ thúy thị trường, là gia tộc Đoan Mộc khống chế. Ở đâu thì nguyên thạch gì cũng có, chủ yếu lấy việc đánh bạc làm chủ, hội trường cũng chia làm 3-7 loại đẳng cấp. Nghe đồn ở khu giao dịch thượng đẳng nhất, người có thể vào chỉ cần số tiền trên mỗi người đảm bảo là 1.000 vạn Trung Quốc tệ, điều đó cũng có nghĩa là giá trị con người của mỗi người đều là thổ hào hơn 100 triệu. Lần này nơi chúng ta đi đến chính là đi hội trường đánh bạc đẳng cấp cao nhất, Lão Yên đến chợ đen lấy được sách vào sân, chúng ta đi qua chỉ cần nộp tiền đảm bảo là được rồi. Nghe thủ lĩnh giảng giải xong, Dương Bách Xuyên cũng không khỏi cảm thấy hứng thú với đá cược, dựa theo cách nói của thủ lĩnh. Đánh bạc chính là chơi kích thích. Có lẽ chuyến đi lần này chính là đến để đốt tiền, may mắn tài chính trên người sung túc, lần trước đan chú nhan bán đấu giá thu được 6 tỷ cũng chưa động qua, lần này vừa vặn có tác dụng. Suy nghĩ một chút rồi hỏi thủ lĩnh, vậy phỉ thúy có phân biệt đẳng cấp hay không, tốt nhất là phỉ thúy gì? Đương nhiên có, còn gọi là ngọc phỉ thúy, là một loại ngọc, nhưng phỉ thúy cũng không cứng bằng ngọc. Ngọc lục bảo là một tập hợp đa tinh thể đá đạt đến cấp độ ngọc dưới tác dụng địa chất, chủ yếu bao gồm ngọc cứng hoặc ngọc cứng cùng với natri, tạo thành natri canxi, có thể chứa sừng, đá dài trang si, quặng sắt, còn có loại quặng nặng. Trong ngọc lục bảo cổ đại là một loài chim sống ở phía nam, màu lông rất đẹp, thường có màu xanh, xanh lá cây, đỏ, nâu và các màu khác. Bình thường loại chim đực này là màu đỏ, gọi là phỉ, giống cái là màu xanh lá cây, gọi là thúy. Tắc Khai Thái viết đằng Việt Hương Thổ Chí ghi lại, đằng là chiết xuất, ngọc công đầy nghìn, chế thành đồ dùng, phát hành các tỉnh, thượng phẩm lương ngọc, nhiều phát ra Quảng Đông,
Thượng Hải Sang Hai, Mân Min, Chiết Trơ, Kinh Đô Trinh Đu, bởi vì nguyên nhân lịch sử, Ngọc Bích được gọi là Đông Phương Côi được nhập khẩu vào nước ta qua các thành phố biên giới Vân Nam Yunnan đằng Sung Teng Trong, Thụy Lệ Duy Ly, đã có lịch sử 4-500 năm. Các giống phổ biến có hầm cũ trồng phỉ thúy, loại băng phỉ thúy xanh và hơn 10 loại khác, tốt nhất là ngọc lục bảo, còn được gọi là màu xanh lá cây đế vương. Đương nhiên màu xanh lá cây chỉ là tương đối mà nói, màu sắc phỉ thúy rất nhiều, chủ yếu vẫn là xem chất lượng nội giống, tóm lại đá đánh bạc là một loại văn hóa, sau này tôi chậm rãi giảng giải cho tiên sinh, tôi vẫn nên giảng giải cho tiên sinh những việc cần chú ý lần này. Theo lời giảng giải của thanh niên có biệt danh là thủ lĩnh, Dương Bách Xuyên cũng âm thầm kinh ngạc, cách hành như cách núi, một nước đi đánh bạc lại có thể dẫn ra một ngành công nghiệp văn hóa. Dọc trên đường đi anh vẫn hỏi thủ lĩnh, đến lúc đó tự nhiên lại phiền muộn, Độc Cô Vô Tình và Thanh Thức cũng không có gây áp lực cho anh, bất chi bất giác đã đến An Châu. Nhưng mà khi đến An Châu, trời đã tối đen, Thanh Thức ở bên này sớm đã có sắp xếp, đoàn người vào khách sạn ở. Chuẩn bị sáng sớm ngày mai đi đến thị trường giao dịch đánh bạc, buổi tối ăn muộn, Dương Bách Xuyên trở lại phòng, vừa chuẩn bị tắm rửa nghỉ ngơi, lại nhận được điện thoại của Vương Mộ Sinh. Sau khi điện thoại kết nối, Vương Mộ Sinh dùng giọng điệu rất nghiêm túc nói, Bách Xuyên tôi nhận được tin tức, nghe nói một tuần trước Đoan Mộc gia tộc đã phát hiện ra một nhóm nguyên thạch rất đặc thù từ Myanmar quốc vận, cụ thể là cái gì không ai biết. Nhưng nó lại hấp dẫn rất nhiều võ cổ giả ma môn và dị năng giả của các quốc gia khác tới, trong đó không thiếu cao thủ cấp bậc ám kình tầng 9, hơn nữa còn không ít, thật sự không được thì mấy người cứ chờ một chút, tách khỏi bọn họ. Vương Mộ Sinh nói một đống chuyện lớn, chính là sợ Dương Bách Xuyên đi tới có nguy hiểm, dù sao nhận được tin tức không bình thường, chuyến đi lần này có thể nói là rất nhiều võ cổ giả, có rất nhiều nhân vật lợi hại. Sau khi hai người tán gẫu vài câu, Dương Bách Xuyên cúp điện thoại, trong lòng trầm tư, đề nghị của Vương Mộ Sinh rất tốt, nhưng anh không muốn chờ, trong lòng anh cử chỉ của mẹ ngày càng điên rồ. Hơn nữa cũng không phải là anh sợ đông sợ tây. Nhưng mà tin tức của Vương Mộ Sinh cũng rất quan trọng, xuất hiện rất nhiều người của ma môn, rõ ràng đây là một sự kiện lớn. Nghe nói có tồn tại một ám kình tầng 9, đây là điều mà anh chắc chắn phải chú ý. Sau khi nghĩ lại, Dương Bách Xuyên quyết định một chuyện, trong lòng vừa động lấy ra một viên linh thạch trung phẩm từ không gian bình càn khôn ra, được lấy từ trong tay chị em họ nhà Lục. Anh muốn đột phá bình cảnh của luyện khí kỳ tầng 5 để tăng tu vi lên. Có tu vi mạnh mẽ trong người mới là căn bản, anh mới có thể không sợ mọi thứ. Sau khi biết được tác dụng của linh thạch từ miệng của sư phụ Vân Thiên Tà, Dương Bách Xuyên vẫn luôn luyến tiếc sử dụng. Hai viên linh thạch trung phẩm lừa bịp từ trong tay chị em họ Lục được Dương Bách Xuyên cất giữ để sử dụng ở thời điểm quan trọng nhất, hoặc để lại sử dụng sau khi đạt đến trúc cơ kỳ. Bởi vì con đường tu chân bắt đầu nhập môn từ luyện khí kỳ, giai đoạn này cần linh khí ít nhất. Khi lên trúc cơ thành công, trong cơ thể hình thành đan điền mới là lúc cần đến lượng linh khí khổng lồ. Vì vậy Dương Bách Xuyên có chút luyến tiếc dùng, nhưng bây giờ không thể không dùng. Lần này đi thị trường giao dịch đổ thạch, nếu giống như lời của Vương Mạc Sinh, sẽ xuất hiện hai hoặc hơn hai cao thủ võ cổ giả ám kình đứng đầu, không ai có thể đảm bảo không xuất hiện đường rẽ. Vì phòng ngừa không may, Dương Bách Xuyên quyết định sử dụng một viên linh thạch trung phẩm. Nhìn xem có thể đánh sâu vào luyện khí kỳ tầng 6 hay không. Hơn nữa tình huống bây giờ của anh rất đặc thù, từ sau khi tu vi đạt đến luyện khí kỳ tầng 5, anh cần một lượng linh khí dồi dào để thăng cấp. Hy vọng linh thạch trung phẩm này có thể đột phá lên luyện khí kỳ tầng 6. Lẩm bẩm một câu, Dương Bách Xuyên cầm linh thạch trung phẩm trong tay, bắt đầu vận chuyển càn khôn tạo hóa quyết, hấp thụ linh khí bên trong, đánh sâu vào bình cảnh luyện khí kỳ tầng 5 đỉnh phong. Khi vận chuyển càn khôn tạo hóa quyết, lượng linh khí khổng lồ cuồn cuộn không ngừng đi theo lòng bàn tay chảy vào trong cơ thể. Nhanh chóng vận chuyển chu thiên, thấy được sự lợi hại của càn khôn tạo hóa quyết. Nhưng Lâm Thần lại cảm thấy vô cùng thất vọng, chân khí trong cơ thể tăng trưởng rất thong thả, nếu muốn đột phá lên luyện khí kỳ tầng 6, e rằng hấp thu một viên linh thạch trung phẩm sẽ không đủ. Thời gian dần dịch chuyển, linh khí khổng lồ trong linh thạch hóa thành chân khí tinh thuần. Chu thiên di chuyển khắp kỳ kinh tám mạch của cơ thể, hóa thành chân khí tụ lại một chỗ. Nhưng anh vẫn cảm thấy vô cùng buồn bực, rõ ràng chỉ kém một chút có thể đầu, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không có động tĩnh.
Dương Bách Xuyên biết đây chính là cửa khóa bình cảnh. Cửa khóa bình cảnh trong miệng người tu đạo chính là như vậy. Rất nhiều người cả đời bị bình cảnh giữ chân tại chỗ, cuối cùng hóa thành đất. Dương Bách Xuyên hiểu rõ thật ra tình huống của mình không chỉ có bình cảnh, còn có một nguyên nhân lớn nữa là thiên phú linh căn của anh. Dựa theo sự ghi chép về linh căn, anh thuộc về thể chất có đủ ngũ hành linh căn, nói cách khác người khác chỉ một linh căn muốn đột phá cửa khóa, chỉ cần một phần chân khí đầy thì có thể đột phá. Nhưng anh phải cần cả năm chân khí đầy, nhìn qua chỉ kém 5 lần, bản chất lại không giống như phép tính 1 cộng 1 bằng 2, dung lượng của thuộc tính ngũ hành hợp lại bên nhau hoàn toàn vượt quá tưởng tượng. Luyện khí kỳ tầng 9, mỗi 3 giai đoạn sẽ xuất hiện một cây cầu lớn. Bây giờ anh đánh sâu vào tầng 6 là một lần vượt qua lớn, càng về sau sẽ càng khó đột phá. Đủ loại nhân tố cộng lại, anh một đột phá luyện khí kỳ tầng 6, khó khăn lớn hơn người thường rất nhiều. Dương Bách Xuyên nóng nảy. Rất nhanh viên linh thạch trung phẩm đầu tiên đã bị hấp thu xong, cảm giác chỉ thiếu một chút, cuối cùng vẫn không thể đột phá. Lật tay cầm viên linh thạch cuối cùng ra hấp thu. Lần này không đột phá anh sẽ không bỏ qua. Quá nhiều võ cổ giả ám kình tầng 9 đi đến Yến Kinh, hơn nữa lần trước đánh thử thực lực của Ngô Nam đã làm anh biết được sự tồn tại của thức tỉnh giả. Thực lực cách xa làm Dương Bách Xuyên cảm nhận được nguy cơ to lớn. Anh không thích loại cảm giác bị người áp chế không thể khống chế. Lần trước đã xé rách mặt với nhà họ Diệp, đối mặt với nhà họ Diệp khổng lồ, nếu tu vi của Dương Bách Xuyên không thể tăng lên trong lòng sẽ không yên ổn. Anh muốn đi ra nước ngoài, muốn đi thị trường đổ thạch, muốn đi tiếp xúc với gia tộc ma đạo Đoạn Mộc, còn có cuộc hội tụ của ma đạo và người dị năng trong miệng Vương Mạc Sinh. Đối mặt với những điều đó, không có thực lực, trong lòng anh rất không yên ổn. Dù sao trong tay còn một ít linh thạch và linh dược, anh không tin không đột phá được cửa khóa bình cảnh. Thỉnh thoảng Dương Bách Xuyên là một người có tính tình rất quật cường, không làm thành công một chuyện anh càng không phục. Ganh đua với bình cảnh. Rất nhanh viên linh thạch thứ hai đã bị hấp thụ hơn nửa. Lần này Dương Bách Xuyên cảm thấy bình cảnh đã buông lỏng. Linh khí dồi dào trong linh thạch trung phẩm chảy ra, chân khí trong thân thể anh đã đạt đến một lượng cực kỳ khổng lồ. Có một loại ảo giác ăn no căng. Nhưng vẫn không đột phá được cửa khóa bình cảnh chết tiệt kia, chỉ thiếu một chút. Trong lòng nảy sinh ác độc, tiếp tục hấp thu linh khí còn thừa trong linh thạch, đột nhiên cơ thể của Lâm Thần chấn động. Dương Bách Xuyên lại không cảm thấy vui sướng, bởi vì loại chấn động đến run rẩy này không phải đột phá bình cảnh, mà là. Anh thấy được sự biến hóa của chân khí trong cơ thể, chân khí nhỏ lại một vòng. Đúng vậy. Dương Bách Xuyên thấy được chân khí không chỉ không đột phá, ngược lại nhỏ đi. Anh tức giận chửi ầm lên, cửa khóa bình cảnh đáng chết. Linh thạch trong tay còn có một nửa linh khí chưa hấp thụ hết, ngược lại chân khí trong cơ thể đã xảy ra dị biến. Lần này Dương Bách Xuyên thật sự khóc không ra nước mắt. Con mẹ nó, tao muốn nhìn xem mày có thể biến thành bộ dáng gì. Mắng một câu, không để ý đến sự biến hóa của chân khí. Tiếp tục hấp thu linh khí. Một giờ sau, viên linh thạch thứ hai trong tay hóa thành bột phấn, tất cả linh khí bị hấp thu không còn một mảnh. Hai viên linh thạch trung phẩm, tương đương với 20 viên linh thạch hạ phẩm, tất cả đã bị anh hấp thu vào trong cơ thể. Nhưng vẫn không đột phá. Chân khí trong cơ thể đã bị áp xúc lại, trở nên càng nhỏ. Bây giờ bình cảnh đã đến điểm giới hạn. Cảm giác chỉ cách một tầng cửa sổ giấy là có thể đột phá. Nhưng trong mắt Dương Bách Xuyên, khoảng cách một tờ giấy này không khác gì một cây cầu lớn. Thở ra một hơi, cười khổ, Dương Bách Xuyên thu công dừng lại. Hết hai viên linh thạch trung phẩm, tất cả bị hấp thu hết nhưng không đột phá được bình cảnh của luyện khí kỳ tầng 5. Mặc dù không đột phá nhưng anh lại cảm nhận được rất rõ ràng, lực lượng chân khí trong cơ thể đã tăng lên một lượng lớn. Trong đầu đang nghĩ có nên lấy đan bồi nguyên ra tiếp tục hay không, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa. Đứng dậy nhìn đồng hồ thấy đã đến giờ tí, hấp thụ tu luyện không ngừng nghỉ suốt 5 giờ. Sau khi bị đánh gãy tu luyện, Dương Bách Xuyên đứng dậy đi mở cửa. Ngoài cửa là Độc Cô Vô Tình đeo khăn che mặt. Làm phiền tiên sinh, Độc Cô Vô Tình nói một câu xin lỗi Dương Bách Xuyên. Không sao, vào đi, dù sao tôi cũng chưa nghỉ ngơi.
nói xong bảo Độc Cô Vô Tình đi vào. Hai người ngồi xuống sofa, Dương Bách Xuyên hỏi cô, sao vậy? Muộn thế này tìm tôi có việc gì vậy? Tiên sinh, đêm nay là đêm trăng trong, vừa rồi sau khi đến giờ Tí, khí độc của tôi liền phát tác. Bây giờ cảm giác cơ thể như bị con kiến cắn xé, thật sự khó nhọn, làm ơn tiên sinh nhìn xem có phương pháp giảm bớt hay không. Lúc Độc Cô Vô Tình nói chuyện, trong giọng nói mang theo sự run rẩy, hiển nhiên lúc này cô đang chịu đựng sự gian nan thống khổ. Dương Bách Xuyên còn đang cảm thấy kỳ lạ, dựa theo hiệu quả châm cứu, bây giờ mỗi một lần châm cứu còn thể áp chế 5 ngày. Nhưng bởi vì khí độc trong cơ thể cô quá bá đạo, vẫn phát tác vào giờ Tí mỗi tối, hừng đông lại phục hồi bình thường. Nhưng anh lại không biết chuyện cơ thể của Độc Cô Vô Tình sẽ phát tác cắn xé cơ thể vào đêm trăng tròn. Mở miệng hỏi, tại sao trước kia cô chưa nói, có phải hay không mỗi tháng đều như vậy? Vâng tiên sinh, trước kia đều như vậy, chỉ vào đêm trăng tròn mới có loại cảm giác này. Lần trước định nói cho tiên sinh, nhưng tiên sinh đi Tây Bắc nên bỏ lỡ. Độc Cô Vô Tình nói xong, Dương Bách Xuyên có chút xấu hổ, anh bận rộn cả ngày không có cơ hội cho người ta nói. Cô đừng gấp, để tôi nhìn kỹ đã. Nói xong Dương Bách Xuyên vươn tay dùng chân khí kiểm tra cho Độc Cô Vô Tình. Sau khi tra xét cơ thể của cô, Dương Bách Xuyên bị chấn đột, phát hiện khí độc bị mình áp chế lại với nhau đang tản ra khí cực nóng. Phải biết rằng khí độc trong cơ thể của Độc Cô Vô Tình cực kỳ âm lãnh, bây giờ xuất hiện cực nóng, đây là hiện tượng khác thường. Trong lạnh có nóng, tương đương nóng lạnh đan xen, như nước với lửa. Trách không được cô sẽ nói trong cơ thể như bị con kiến cắn xé, có thể thừa nhận được đã rất tốt. Sau khi kiểm tra một lượt, anh phát hiện nếu loại tình huống này còn tiếp tục, Độc Cô Vô Tình sẽ xảy ra vấn đề lớn. Bởi vì khi độc bị áp chế lại với nhau sẽ phát ra khí cực nóng, sinh ra khí thể dị biến, khí thể này không chịu sự áp chế của âm dương ngũ hành, khuếch tán ra các nơi trong cơ thể cô. Cũng chính loại khí thể này đã phá hư kinh mạch trong cơ thể cô. Sau đó thu tay lại, nói ra tình huống kiểm tra cho Độc Cô Vô Tình. Trước kia tôi cũng không phát hiện, bây giờ xem ra nếu không hoàn toàn loại bỏ khí thể này hoặc khí độc, đừng nói bước vào tu chân, ngay cả nội lực trong cơ thể của ngươi cũng bị cắn nuốt hết. Cầu xin tiên sinh suy nghĩ biện pháp. M. Thanh lúc nói chuyện của Độc Cô Vô Tình vô cùng suy yếu, toàn thân không ngừng run rẩy. Dương Bách Xuyên biết lúc này cô phải chịu đựng sự tra tấn của loại khí thể cực nóng này. Không phải không có biện pháp, hơn nữa có thể loại bỏ khí độc trong cơ thể của cô trong một lần, nhưng, đối với cô, cách này, có lẽ có chút khó tiếp nhận. Dương Bách Xuyên cảm thấy đêm nay sau khi hấp thu hai viên linh thạch, tu vi của anh có lẽ có thể giải độc giúp Độc Cô Vô Tình. Độc Cô Vô Tình đã bị tra tấn chết đi sống lại, chỉ đang mạnh mẽ chịu đựng, chỉ kém ngã xuống đất kêu rên. Nghe thấy Dương Bách Xuyên có cách, vội vàng nói, cách gì, chỉ cần có thể loại trừ khí độc, Vô Tình có thể tiếp thu tất cả, cầu xin tiên sinh nói rõ. Dương Bách Xuyên đỏ mặt nói với cô, khụ khụ, biện pháp chính là song tu. Cuối cùng anh vẫn nói ra, lúc trước sư phụ từng nói nếu muốn giải trừ hoàn toàn khí độc trong cơ thể của Độc Cô Vô Tình, đầu tiên tu vi của anh ít nhất phải đạt đến luyện khí kỳ tầng 6, thứ hai là dùng bí thuật song tu, hấp thu khí độc trong cơ thể cô cho bản thân dùng. Như vậy thì sẽ một lần thắng hai. Thông qua bí pháp song tu không chỉ có thể giải trừ khí độc trong cơ thể của Độc Cô Vô Tình, còn có thể làm tu vi của anh tăng nhiều. Bởi vì khó độc trong cơ thể của Độc Cô Vô Tình là một loại năng lượng, không phải khí độc đơn thuần. Đêm nay hấp thu liên tiếp hai viên linh thạch trung phẩm, tu vi của Dương Bách Xuyên vẫn không thể đột phá lên luyện khí kỳ tầng 6, kết quả áp xúc chân khí trong cơ thể lại càng thêm tinh thuần. Bây giờ chỉ kém một tầng trang giấy thì có thể đột phá. Tối nay Độc Cô Vô Tình tìm đến, Dương Bách Xuyên cảm thấy cơ duyên đến rồi. Mặc dù tu vi của anh không đột phá đến luyện khí kỳ tầng 6, nhưng hấp thu xong hai viên linh thạch trung phẩm, chân khí thực sự đã tăng lên rất nhiều, vì vậy anh cảm thấy có nắm chắc. Về khí độc trong cơ thể Độc Cô Vô Tình, anh cũng chỉ còn biện pháp sư phụ truyền thụ, không còn cách nào khác, dù sao sớm hay muộn cũng phải nói rõ với cô. Đêm nay nói ra, có nguyện ý hay không phải xem chính bản thân cô. Đối với Độc Cô Vô Tình đây là cơ duyên, đối với Dương Bách Xuyên đây cũng là cơ duyên. Nếu cô đồng ý phương pháp song tu, có lẽ anh sẽ nắm chắc đột phá luyện khí kỳ tầng 6.
Độc Cô Vô Tình nghe thấy Dương Bách Xuyên nói vậy, cả người chấn động. Song tu. Thân là võ cổ giả, tất nhiên cô biết đến từ này. Nghĩ trăm ngàn lần cũng không nghĩ đến Dương Bách Xuyên sẽ nói ra một biện pháp như vậy. Cô nhìn vào ánh mắt của Dương Bách Xuyên, nếu không phải nhìn đến sự nghiêm túc trong ánh mắt của anh, chắc chắn sẽ cho rằng anh đang nói đùa. Ngay lập tức Độc Cô Vô Tình đỏ bừng mặt, cúi đầu xuống. Cô biết phương pháp song tu có ý nghĩa gì, một khi đồng ý, có nghĩa là từ nay về sau sẽ trở thành người phụ nữ của Dương Bách Xuyên. Hơn 20 năm qua, cô chưa từng nghĩ đến vấn đề này, trong đầu chỉ có suy nghĩ tăng lên nội lực, sau đó đi đến nơi ba mẹ mất tích và đưa họ trở về. Chưa bao giờ nghĩ đến chuyện nam nữ. Cho dù tiếp xúc với khác phái, Dương Bách Xuyên cũng là người đầu tiên. Tất nhiên là vì chữa bệnh không tránh được tiếp xúc, cô cũng không quá để ý. Nhưng bây giờ sau khi Dương Bách Xuyên nói ra phương pháp song tu, cô không thể không suy nghĩ đến vấn đề này. Đầu tiên là nghĩ đến Dương Bách Xuyên có rất nhiều người phụ nữ, mặc dù cô không quen biết nhiều lắm. Nữ cảnh sát lần trước ở Yến Kinh, Triệu Nam bạn gái chính thức, và vài người phụ nữ trong biệt thự. Mặc dù mấy người kia không có quan hệ rõ ràng, nhưng Độc Cô Vô Tình thấy hình như đều có ý với Dương Bách Xuyên, hoặc nói cách khác Dương Bách Xuyên có ý với bọn họ. Không lẽ muốn mình tìm một người đàn ông như vậy? Anh ta có gì tốt? Độc Cô Vô Tình lầm bầm lầu bầu trong lòng. Bây giờ nghĩ lại, hình như trên người của Dương Bách Xuyên có rất nhiều chỗ tốt. Mặc dù thời gian quen biết Dương Bách Xuyên không dài, nhưng cũng không cản trở việc hiểu biết anh. Biết anh đến từ nông thôn, lên đại học học, học kỳ 1 vừa học vừa làm thêm, đột nhiên bạo phát ở năm cuối. Tiên sinh nghiên cứu chế tạo ra đan chú nhan, có phòng có xe ở Cố Đô, sau đó cùng anh em thân thiết ở Thông Sáng lập ra công ty Vân Kỳ chấn động Cố Đô. Hội đấu giá lấy ra một viên đan chú nhan chân chính, bán đấu giá một viên với giá 800 triệu, đủ mọi loại chuyện dồn về như ngồi tên lửa. Chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi đã hoàn thành rất nhiều chuyện mà người khác dù bỏ ra cả đời cũng không thể đạt được. Ở trong giới võ cổ càng thêm thần bí khó lường, lần đầu tiên nhìn thấy anh bị một võ cổ giả ám kình tầng 7, phó đường chủ của tổ chức sát thủ Xương Hoa đánh bại hộc máu. Nếu lúc đó cô không ra tay, lần đó Dương Bách Xuyên sẽ bị người của Xương Hoa bắt đi. Mấy ngày sau ngày đó, vua khỉ lông vàng hầu đậu đậu của anh bị Xương Hoa Trần Bách Vạn bắt đi. Ước chiến Hoa Sơn Lạc Vân Phong. Mặc dù lúc đầu có cô hỗ trợ, mới đầu anh còn chật vật, sau đó tu vi kỳ tích tăng lên 2 cấp, một kiếm chém giết võ cổ giả ám kình tầng 8, dọa lui Trần Bách Phanh. Sau đó biến mất không một tiếng động trong mấy ngày, một mình đi Tây Bắc, một mình diệt hết tổ chức sát thủ Xương Hoa ở Tây Bắc, một trận thành danh, tên tuổi truyền lưu trong giới võ cổ. Cuối cùng thành lập Vân Môn. Hơn nữa Vân Môn này có truyền thừa thần bí có thể sánh ngang với các tông môn cổ xưa đã biến mất trong giới võ cổ. Theo như Dương Bách Xuyên nói, là người tu chân vượt xa võ cổ giả, vô cùng thần bí mạnh mẽ. Đi vào Yến Kinh, người ba mất tích mười mấy năm trong lý lịch của anh là chiến hữu vào sinh ra tử với Vương Mạc Sinh của nhà họ Vương, có quan hệ thân thiết với Thiết Khẩu Sơn Toán lão thần tiên Vương Huyền Cơ. Anh mới chỉ 22 tuổi. Độc Cô Vô Tình cho rằng em trai Độc Cô Hối của mình đã là thiên tài trong giới võ cổ hiện tại, nhưng so với Dương Bách Xuyên, khác nhau như trời với đất. Nghĩ lại từng chuyện trong quá khứ của Dương Bách Xuyên, Độc Cô Vô Tình phát hiện có thể sử dụng một câu để tổng kết người đàn ông này, một người đàn ông mê người. Anh thật sự không giống bình thường. Nếu tương lai cô muốn tìm một người đàn ông, rất có thể sẽ lấy Dương Bách Xuyên làm hình mẫu, nhưng nghĩ lại. Trên đời này còn có người đàn ông nào ưu tú như vậy không? Tìm kiếm trong trí nhớ, Độc Cô Vô Tình cũng không thể tìm được một người đàn ông có thể sánh ngang với Dương Bách Xuyên ở trong giới võ cổ. Anh ta thật sự ưu tú. Nghĩ đến các loại ưu điểm của Dương Bách Xuyên, hơn nữa trong lòng của Độc Cô Vô Tình còn một chuyện quan trọng nhất. Cô cần thiết chữa khỏi khí độc trong cơ thể, sau đó chuyển hóa nội lực, không đúng giờ phải là chân khí, bởi vì Dương Bách Xuyên đã truyền thụ phương pháp tu chân cho cô. Một loại tu hành còn cao cấp hơn võ cổ. Chỉ có giải trừ khí độc trong cơ thể, cô mới không cần lo lắng về sau không thể chuyển hóa được nội lực thành chân khí. Bước vào tu chân, tăng lên tu vi mới có thể đi tìm kiếm ba mẹ ở nơi bọn họ mất tích. Bởi vì khí độc, nội lực của cô đã dừng bước không hề tăng tiến 3-4 năm nay.
vì vậy suy nghĩ từ tận trong lòng nói cho cô có thể tiếp thu phương pháp song tu của Dương Bách Xuyên. Đầu tiên anh thật sự ưu tú, hơn nữa thông qua vài lần châm cứu, anh đã xem hết thân thể của cô. Dựa theo quy định của gia tộc, trong sạch đời này của cô đã dành cho anh. Thứ hai vì giải độc, vì tìm kiếm ba mẹ, cô không còn cách nào khác. Còn chuyện trong tương lai có lẽ Dương Bách Xuyên sẽ có rất nhiều phụ nữ, độc cô vô tình tự động xem nhẹ, cho dù không xem nhẹ cô cũng tiếp thu. Bởi vì sinh ra ở thế gia võ cổ nổi tiếng, ông nội cô có rất nhiều vợ. Sau khi Dương Bách Xuyên nói xong, không sốt ruột thúc giục độc cô vô tình, yên tĩnh chờ đợi. Theo quan điểm của anh, loại chuyện này cũng coi như chuyện lớn cả đời, mặc dù vì chữa bệnh. Nhưng chính vì như vậy, anh cho cô thời gian suy nghĩ. Anh tin tưởng độc cô vô tình sẽ đưa ra lựa chọn, thật sự không được, anh sẽ suy nghĩ biện pháp khác. Cũng không phải chỉ có con đường song tu này, biện pháp hiện tại là tư tâm lúc trước của sư phụ, vì năng lượng khí độc trong cơ thể của độc cô vô tình có thể giúp tu vi của anh tăng lên. Nói đến cùng cũng vì tu vi của anh không đủ. Dương Bách Xuyên tin tưởng sau này tu vi của anh càng cao, chắc chắn sẽ có biện pháp giải quyết khí độc trong cơ thể của độc cô vô tình. Đối với độc cô vô tình, thật ra từ quen biết đến bây giờ, trong lòng của Dương Bách Xuyên cũng có chút tình cảm với cô. Không chỉ vì cô lớn lên đẹp, còn bởi vì chuyến đi Hoa Sơn lần trước, cô liều chết bảo vệ đã làm anh cảm động. Giữa nam nữ, một khi có tình cảm với đối phương sẽ tự phát hiện ra ưu điểm của đối phương. Trong mắt Dương Bách Xuyên, ưu điểm trên người của độc cô vô tình cũng rất nhiều, từ diện mạo đến tu vi nội lực, hoặc tính cách dám làm dám chịu, ở trong mắt của Dương Bách Xuyên đều là ưu điểm. Vì vậy chuyện có tình cảm với cô là điều hiển nhiên. Hơn nữa còn nhìn hết cơ thể của người ta, làm một người đàn ông anh muốn phụ trách. Hai người đều chìm trong suy nghĩ riêng, từng người nghĩ về đối phương, suy xét tâm tư của mình. Tầm mười mấy phút sau, độc cô vô tình ngẩng đầu, nhìn về phía Dương Bách Xuyên, nhẹ giọng mở miệng nói, tiên sinh, vô tình nguyện ý, nhưng vô tình cũng muốn tiên sinh đồng ý một điều kiện của vô tình. Dương Bách Xuyên có chút ngẩn người, anh thấy được trong lời nói của độc cô vô tình không chút gợn sóng, có nghĩa là lúc này trong lòng của cô rất bình tĩnh. Lấy lại phản ứng vội vàng nói, cô nói đi, chỉ cần có thể làm được chắc chắn tôi sẽ đồng ý. Hy vọng đời này tiên sinh không phụ lòng vô tình, cô nói xong. Đứng dậy chậm rãi cởi quần áo. Dương Bách Xuyên nghe được lời nói của độc cô vô tình, cũng trịnh trọng lên. Mặc dù bất đắc dĩ mới song tu với cô, vì giải độc cho cô, nhưng song tu ý nghĩa cô sẽ trở thành người phụ nữ của anh. Anh chỉ có thể làm được không phụ lòng cô. Trịnh trọng nói với cô, tôi thề đời này sẽ không phụ vô tình, nếu vi phạm lời thề sẽ hồn phi phách. Chữ tán còn chưa kịp nói ra, miệng đã bị tay của độc cô vô tình lấp kín. Nhẹ giọng nói, tiên sinh đừng lập lời thề độc, em tin tưởng anh. Nếu đã đưa ra quyết định, độc cô vô tình sẽ không hối hận. Còn Dương Bách Xuyên cũng sẽ thực hiện lời hứa của mình. Lúc này cơ thể trắng nõn của độc cô vô tình xuất hiện trước mặt Dương Bách Xuyên. Bởi vì độc tố trong cơ thể cô phát tác, nhan sắc toàn thân lại biến trở về màu sắc âm dương, không chỉ trên mặt mà là toàn thân. Làm cho dáng người xinh đẹp như hoa. Quyến rũ mê người của cô trở nên có chút khiếp người. Nhưng trong lòng của Dương Bách Xuyên đã chuẩn bị sẵn sàng, khắc phục khó khăn là chuyện cần thiết. Đầu tiên ngồi quay người hướng về phía trước, tôi sẽ củng cố khí độc trong cơ thể của em, đả thông kinh mạch đang bị tắc. Dương Bách Xuyên nói. Vâng, độc cô vô tình nhẹ giọng trả lời. Trên thực tế song tu không đơn giản chỉ là kết hợp âm dương. Quan trọng nhất ở chữ tu. Hơn nữa bí pháp song tu Vân Thiên Tà cho anh là bí pháp đỉnh cấp, không phải chỉ thải âm bổ dương, nó là một loại pháp môn song tu cực kỳ cao thâm. Lần này Dương Bách Xuyên song tu với độc cô vô tình, ngoại trừ muốn thông qua bí pháp để hấp thu khí độc trong cơ thể của cô, còn phải chuyển hóa năng lượng khí độc thành chân khí của bản thân. Quá trình này nói thì đơn giản nhưng làm thì rất khó khăn. Bởi vì khí độc trong cơ thể của độc cô vô tình là loại năng lượng. Không đơn giản chỉ là khí độc. Anh cần phải hấp thu khí độc vào trong cơ thể mình mà không làm bị thương cô. Việc này cần sự phụ trợ của tu vi. Cũng không được phép xảy ra sai lầm. Bước đầu tiên là giúp cô đả thông kinh mạch. Hai người ngồi khoanh chân ở trên giường, hai tay của Dương Bách Xuyên dán vào phía sau lưng của cô,
vận chuyển chân khí, bắt đầu đả thông nội lực bạo loạn của cô vì khí độc. Độc cô vô tình là võ cổ giả ám kình tầng 8, nội lực trong cơ thể cô rất dày đặc. Sau khi chân khí của Dương Bách Xuyên di chuyển trong kinh mạch của cô, độc cô vô tình đã vận chuyển nội lực chống cự chân khí của Dương Bách Xuyên theo bản năng. Điều này làm Dương Bách Xuyên hoảng sợ, vội vàng lên tiếng nói, đừng phản kháng, nếu không sẽ biến thành kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Nghe thấy Dương Bách Xuyên nói vậy, thân thể căng chặt của độc cô vô tình chậm rãi thả lỏng lại. Cô thật sự rất khẩn trương, trong lòng đang nghĩ đến chuyện song tu, bởi vì thuần chân khí của Dương Bách Xuyên đi vào trong kinh mạch nên làm ra chống cự theo bản năng. Mỗi một bước tiếp theo tôi cần sự tin tưởng của em. Được, em tin tiên sinh. Sau đó Dương Bách Xuyên vận chuyển chân khí trong cơ thể của độc cô vô tình, bắt đầu di chuyển, không ngừng dẫn đường kinh mạch trong cơ thể của cô, muốn đảm bảo kinh mạch trong cơ thể cô thông thuận, không thể xảy ra vấn đề ở thời khắc quan trọng. Một giờ sau, Dương Bách Xuyên thu công, đã thông một ít kinh mạch bị tắc nghẽn do khí độc. Lúc này mới nói với cô, chuẩn bị sẵn sàng chưa, tôi bắt đầu đây. Một câu làm độc cô vô tình bị chấn động, cô hiểu rõ bắt đầu mà Dương Bách Xuyên nói là gì. Nhỏ giọng trả lời, Dương Bách Xuyên cởi bỏ quần áo, thân thể trần truồng hiện ra trước mặt cô. Nhẹ nhàng bế cô lên. Dựa theo bí pháp song tu của sư phụ, lúc này cần hai bên kết hợp âm dương, sau đó vận chuyển bí pháp. Mặt đối mặt, hai người có chút mất tự nhiên, nhưng đây là song tu chữa bệnh, cũng chỉ có thể căng ra đầu làm. Mặc dù cơ thể của độc cô vô tình là màu sắc âm dương, nhưng cô cũng là một người đẹp, hơn nữa dáng người của cô rất thon thả. Sau khi Dương Bách Xuyên và độc cô vô tình tiếp xúc, thân thể hơi run lên. Bởi vì khí độc âm lãnh, trên người của độc cô vô tình tản ra khí lạnh, tương phản với lửa nóng trên người anh. Phát lạnh nóng lên, hai cái cực đoan đối lập. Cảm nhận được thân thể không ngừng run rẩy của cô, Dương Bách Xuyên cũng run rẩy theo. Đối với lần song tu này, cũng có thể coi đây là một lần mạo hiểm. Trong miệng của độc cô vô tình phát ra một tiếng hô đau trầm thấp. A! À, hai tay không nhịn được ôm lấy cổ của Dương Bách Xuyên, ngón tay bám chặt vào lưng anh, từng vết máu xuất hiện. Cả thân thể cứng đờ. Cửa âm dương thứ hai được đả thông. Dương Bách Xuyên lại cảm nhận được khí lạnh truyền đến từ trên người của cô, khoảnh khắc bắt đầu kết hợp cửa âm dương thứ hai, cảm giác nóng lạnh luân phiên suýt chút nữa làm anh bắn ra. Lúc này anh ngửi được hương thơm chỉ thuộc về cô, làm lòng của Dương Bách Xuyên không yên ổn, chỉ có thể mạnh mẽ hút khí loại bỏ tạp niệm. Anh biết lúc này không thể phân tâm, bây giờ cũng không phải lúc hưởng thụ, là thời điểm quan trọng nhất để hấp thụ khí độc trong cơ thể của độc cô vô tình. Vội vàng thu hồi tâm tư nói với độc cô vô tình đang không ngừng run rẩy, bình tĩnh tĩnh tâm, giữ vững linh đài, vận chuyển tử hà quyết, đọc theo tôi. Vâng, độc cô vô tình run rẩy trả lời. Mười ngón tay càng bấu chặt. Dương Bách Xuyên hít sâu chậm rãi đọc bị pháp, vận chuyển cơ thể dựa theo bí pháp song tu sư phụ để lại, cửa âm dương thứ hai, tạo hóa song tu, giao hợp càn khôn, hợp nhất thần hồn. Theo bí pháp Dương Bách Xuyên đọc, độc cô vô tình cũng đọc theo. Ngay sau đó Dương Bách Xuyên lại cảm nhận được một loại khí lạnh cực độ đột nhiên truyền vào cơ thể anh theo cửa âm dương thứ hai. Chính là năng lượng khí độc trong cơ thể của độc cô vô tình. Luồng năng lượng này cực kỳ mạnh, lần đầu tiên kiểm tra thân thể cho độc cô vô tình, Dương Bách Xuyên đã được lĩnh hội, có thể chậm rãi cắn nuốt chân khí của anh. Bây giờ theo sự vận chuyển của bí pháp song tu, lập tức vọt vào trong cơ thể của anh. Cảm nhận được sức mạnh của năng lượng khí độc, anh cũng bị hoảng sợ. Nhưng cũng may đêm nay sau khi hấp thu hai viên linh thạch trung phẩm, chân thể tinh thuần trong cơ thể anh cũng bắt đầu dị biến, có thể chống đỡ được. Chỉ trong 3 phút ngắn ngủi, năng lượng khí độc trong cơ thể của độc cô vô tình đã bị anh hấp thu hoàn toàn vào trong cơ thể. Màu da trên người của độc cô vô tình cũng phục hồi lại bình thường, nói cách khác bây giờ khí độc trong cơ thể cô đã truyền vào trong cơ thể của anh. Việc Dương Bách Xuyên phải làm lúc này là dùng càn khôn tạo hóa quyết của mình đi luyện hóa năng lượng khí độc này. Đầu tiên phải áp chế không cho khí độc phát tán lung tung trong thân thể của anh. Vì vậy sau khi hấp thu khí độc vào, anh vội vàng dùng chân khí bao vây lấy năng lượng khí độc này. Nhưng Dương Bách Xuyên lại kinh hãi phát hiện,
năng lượng khí độc trong cơ thể của Độc Cô Vô Tình cũng mạnh mẽ không kém, không ngừng bắt đầu đồng hóa chân khí của anh. May mắn đêm nay lúc tu luyện, chân khí dị biến tinh thuần hơn, nếu không thật khó có thể áp chế được sự đồng hóa của khí độc. Mặc dù khí độc đang cắn nuốt chân khí, nhưng quá trình rất thong thả, làm Dương Bách Xuyên an tâm một chút. Nhưng nếu cứ để nó tiếp tục thì sẽ xảy ra chuyện. Bắt đầu vội vàng vận chuyển Càn Khôn Tạo Hóa Quyết luyện hóa năng lượng khí độc. Lúc này công pháp Càn Khôn Tạo Hóa Quyết bắt đầu thể hiện sự cường hãn của nó, quả nhiên sau khi vận chuyển, năng lượng khí độc dần dần bị luyện hóa. Khí độc trực tiếp bốc hơi để lại năng lượng chân khí tinh thuần, hóa thành tu vi của anh. Chỉ trong nháy mắt, Dương Bách Xuyên cực kỳ vui mừng, anh cảm nhận được bình cảnh đang buông lỏng. Tất nhiên đây mới chỉ là bắt đầu, anh phải vừa vận chuyển tạo hóa quyết luyện hóa khí độc này, vừa vận chuyển bí pháp song tu, như vậy mới có thể giống như lời sư phụ nói, tu vi tạo hóa. Vô Tình, chúng ta cùng vận chuyển công pháp song tu, giao hợp âm dương đều có chỗ tốt với cả tôi và em. Em nhân cơ hội vận chuyển Tử Hà quyết chuyển hóa nội lực thành chân khí. Sẵn sàng chưa, tôi bắt đầu đây. Dương Bách Xuyên chịu đựng nói với Độc Cô Vô Tình. Vâng, Độc Cô Vô Tình run rẩy đáp lại. Ngay sau đó Dương Bách Xuyên di chuyển eo. A. À. Độc Cô Vô Tình rên rỉ. A. À. Dương Bách Xuyên trầm thấp gầm rú. Khí nóng của cửa âm dương thứ hai di chuyển, chân khí tinh thuần vừa được luyện hóa của anh tiến vào trong cơ thể của Độc Cô Vô Tình, bắt đầu di chuyển. Tương đương với một mình Dương Bách Xuyên tu luyện chân khí của hai người. Hoàn thành chuyển hóa trong cơ thể của Độc Cô Vô Tình, khí độc trong cơ thể của cô đã hoàn toàn biến mất. Nội lực trực tiếp chuyển hóa thành chân khí, tu vi của cô đạt đến luyện khí kỳ tầng 1. Dưới sự song tu, chân khí tinh thuần trở lại trong cơ thể của Dương Bách Xuyên, hoàn thành chuyển hóa. Ngay sau đó cơ thể anh chấn động, trong cơ thể phát ra âm thanh răng rắc, giống như âm thanh nứt vỡ của thủy tinh. Dương Bách Xuyên vô cùng vui mừng, tu vi của anh đột phá bình cảnh của luyện khí kỳ tầng 5, tiến vào luyện khí kỳ tầng 6. Cuối cùng tu vi cũng đột phá. Lúc này mới chỉ bắt đầu, anh không ngừng vận chuyển song tu, Chu Thiên liên tục di chuyển giữa hai người, tu vi của hai bên cũng dần tăng lên. Đây chính là chỗ đặc biệt của phương pháp song tu. Khi bầu trời sáng lên, cuối cùng Dương Bách Xuyên cũng đã luyện hóa tất cả năng lượng của khí độc thành chân khí của chính mình. Cuối cùng Chu Thiên hoàn thành ca phẫu thuật trong cơ thể Độc Cô Vô Tình, nó đã quay lại cơ thể của Dương Bách Xuyên. Giờ phút này, chỉ nghe thấy tiếng răng rắc không ngừng phát ra, hiện tại Dương Bách Xuyên đã chết lặng. Đây là lần thứ ba âm thanh này vang lên rồi, là âm thanh của sự đột phá bình cảnh, đối với anh mà nói cũng là âm thanh của tự nhiên. Dương Bách Xuyên và Độc Cô Vô Tình nhanh chóng tách ra, không kịp mở miệng nói chuyện đã tự mình ngồi xuống, củng cố tu vi. Sau khi xong tu xong, củng cố tu vi là bước vô cùng quan trọng. Ước chừng nửa tiếng sau, Dương Bách Xuyên mở hai mắt ra, hai tia sáng bắn ra từ trong mắt, lúc thật lúc ảo, lóe lên rồi biến mất. Anh nhìn thoáng qua Độc Cô Vô Tình vẫn đang trong trạng thái tu luyện bên cạnh miệng, ý cười nơi khóe môi càng thêm sâu sắc, trong lòng hầm nghĩ, quả nhiên sư phụ nói không sai, nhờ có lực lượng khí độc trong cơ thể Vô Tình mà tu vi anh tăng lên ít nhất 3 cấp. Hiện tại tương đương luyện khí kỳ tầng 8 rồi, ha ha. Hoàn toàn chính xác, Dương Bách Xuyên không ngờ một lần song tu trong một đêm đã khiến cho tu vi của anh như ngồi trên tên lửa nhảy lên cấp 3, đạt tới luyện khí kỳ tầng 8. Anh biết rằng tất cả công sức của cái này đều do năng lượng khí độc trong cơ thể Độc Cô Vô Tình, cũng không biết là năng lượng gì, so với linh thạch trong linh khí thiên địa còn mạnh và tinh khiết hơn. Nhưng mà... nghĩ lại cũng là năng lượng độc khí trong cơ thể Độc Cô Vô Tình có thể đồng hóa và nuốt chửng chân khí của anh, đó thực sự là một loại sức mạnh không thể tưởng được, có thể khiến tu vi của anh tăng vọt một lần, cũng hợp tình hợp lý. Trong lòng nghĩ khi quay lại nhất định phải hỏi cô một chút, cuối cùng là cô trúng độc ở đâu, còn có năng lượng độc như vậy sao? Với anh mà nói nó quả thật là tiên khí. Đương nhiên, lần này anh có thể một lần đạt tới luyện khí kỳ tầng 8 đỉnh phong. Cũng không chỉ vì năng lượng độc khí trong cơ thể Độc Cô Vô Tình, còn vì tinh nguyên sử nữ của cô, còn có bí pháp song tu mà sư phụ truyền lại cho. Ngoài ra còn có lực lượng của đan dược trong cơ thể anh tham gia vào, sự kết hợp của các nguyên tố khác nhau đã tạo ra đã khiến TV anh đạt đến luyện khí kỳ 8 tầng đỉnh cao. Hiện tại Dương Bách Xuyên mới nhận ra một chút,
tại sao tu chân giới lại xuất hiện môn phái song tu chuyên môn như vậy, những phương pháp tu luyện như thái âm bổ dương thật sự có thể khiến cho tu vi đột nhiên tăng mạnh. Hơn thế nữa, cả hai bên đều có lợi. Cũng giống như Độc Cô Vô Tình bây giờ, cô vốn là cổ võ giả ám kình 8 tầng. Sau lần song tu này, độc khí trong cơ thể cô đã bị tiêu trừ, không còn rào cản, mỗi một lần hành động nội lực sẽ chuyển hóa thành chân khí. Đồng dạng, tu vi của cô đã đạt tới luyện khí kỳ tầng 8 đỉnh phong, cũng là hiệu quả của song tu mang lại, cũng không để lại di chứng gì. Tu vi hiện tại của hai người đều ở luyện khí kỳ tầng 8 đỉnh phong. Nhưng khi so sánh, chân khí trong cơ thể anh còn mạnh mẽ hơn nhiều so với Độc Cô Vô Tình. Đây là điểm tốt của linh căn ngũ hành, nếu tu luyện ở trong cùng một cảnh giới, so với người khác sẽ chậm hơn rất nhiều, nhưng một khi đã đột phá, chân khí trong cơ thể cũng gấp mấy lần người cùng cấp. Bây giờ, nếu anh đối mặt với Ngô Nam và Thiên Tỉnh giả có thể điều khiển lôi điện chi lực, nhất định có thể chống lại ông ta, chắc chắn sẽ không thua. Cảm nhận được chân khí cuồng bạo thuần khiết và khổng lồ trong cơ thể, lại nhìn thân thể trắng nõn như ngọc của Độc Cô Vô Tình trước mặt, Dương Bách Xuyên nhịn không được cười thành tiếng. Ha ha! Anh có thể không cười sao? Bình cảnh tầng 5 tra tấn một người đến chết, tốn hai viên linh thạch trung phẩm vẫn không đột phá được lại biến mất chỉ sau hai lần song tu, còn nhảy liền ba cấp, phải biết rằng đây là luyện khí kỳ hậu kỳ, càng đến hậu kỳ lại càng khó tu luyện, hết lần này tới lần khác ngồi một lần hỏa tiễn. Luyện khí kỳ tầng 8 đỉnh phong. Nếu để cho anh từ từ tu luyện thì không biết ngày tháng năm nào mới có thể đạt tới tầng 8. Cho nên nói, lần này quả nhiên là may mắn. Cũng làm cho nội lực của Độc Cô Vô Tình chuyển hóa thành công, một đêm song tu đạt được luyện khí kỳ tầng 8 đỉnh phong. Nghĩ đến Vân Môn có hai tu chân giả luyện khí kỳ tầng 8, anh thấy rất vui. Dương Bách Xuyên tin tưởng, tu chân giả luyện khí kỳ tầng 8 tuyệt đối có thể so tài với cao thủ cổ võ giả ám kình tầng 9. Điều này có nghĩa là Vân Môn mới thành lập thoáng chút đã có hai cao thủ cổ võ giả ám kình tầng chính đứng đầu. Tứ đại cổ võ gia tộc ở Diên Kinh, tại sao lại có sức mạnh như vậy, không phải là những gia tộc có cao thủ ám kình 9 tầng tọa trấn sao, hơn nữa ngoại trừ nhà họ Vương đặc biệt, gia tộc khác chỉ có một tên ám kình tầng 9. Nhưng giờ đây, trong Vân Môn của anh, có hai người có thể sánh ngang hoặc thậm chí vượt qua cao thủ cổ võ giả ám kình tầng 9. Khái niệm này là gì? Chẳng phải là sau này anh muốn chơi nhà họ Diệp, phái một mình Độc Cô Vô Tình đi làm nhiệm vụ cũng có thể trấn áp toàn bộ nhà họ Diệp sao? Nghĩ đến có chút phiền vông nhưng thực tế là như vậy. Sau này nếu gặp phải Diệp Tái Thiên, nếu ông ta đâm chọc anh, Dương Bách Xuyên sẽ tát cho ông ta một cái, Diệp Tái Thiên cũng chỉ là ám kình giữa tầng 9 mà thôi. Mà Dương Bách Xuyên cảm thấy mình là tu chân giả luyện khí kỳ tầng 8 đỉnh phong, có thể so cổ võ giả ám kình giữa tầng 9. Hơn nữa anh còn có con át chủ bài, tu vi tăng lên như chân hỏa, hơn nữa sau khi tích trữ được nhiều chân khí, có nghĩa là anh có thể chuyển hóa chân nguyên ly hỏa lớn hơn, trước đây anh có thể huy động và biến đổi một đoàn chân hỏa to bằng nắm đấm, nhưng bây giờ... Ha ha, làm một cái áo giáp hỏa cũng không phải không thể, chỉ là hơi mệt và tiêu hao hơn một chút. Hơn nữa, hiện tại giống như anh còn có thể học được thuật pháp, lúc trước sư phụ từng nói qua, muốn học tiểu thuật pháp, tu vi thấp nhất cũng phải là luyện khí kỳ tầng 6, giờ phút này anh đã tầng 8 rồi. Quay đầu lại hỏi sư phụ một chút xem mình có thể học thuật pháp gì, nhưng sư phụ không truyền đạt thuật pháp cho anh. Nghĩ đến sư phụ, Dương Bách Xuyên cũng lo lắng một lúc, từ lần trước thu phục được chị em nhà họ Lục, thần hồn của sư phụ đã tiêu hao quá lớn, tổn thương tận gốc rễ, đã chìm vào giấc ngủ say không biết khi nào sẽ tỉnh lại. Ngay cả khi Dương Bách Xuyên triệu hoán, ông cũng không tỉnh lại. Muốn học thuật pháp thì phải chờ sư phụ tỉnh lại, cũng không biết lúc nào mới tỉnh lại. Lại càng không có cách nào có thể giúp sư phụ, ở trạng thái thần hồn của lão nhân gia, Dương Bách Xuyên dù có giúp cũng không biết phải giúp như thế nào. Anh chỉ có thể đợi sư phụ tỉnh lại. Có lẽ chính tiếng cười của Dương Bách Xuyên đã đánh thức Độc Cô Vô Tình tỉnh lại, cô mở mắt ra. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Sắc mặt Độc Cô Vô Tình đỏ bừng, sau khi loại bỏ khí độc, màu da của cô đã hoàn toàn trở lại bình thường, có thể nói cô trắng như ngọc, từng tấc da thịt đều rất tốt. Cô bị Dương Bách Xuyên nhìn chằm chằm, không kìm lòng được muốn chùm người lại.
Dương Bách Xuyên nghĩ lại hình ảnh tối hôm qua, anh cảm thấy hơi xấu hổ, ho khan cười nói, chúc mừng Vô Tình, độc khí đã bị khai trừ, đã thăng lên luyện khí kỳ tầng 8 rồi. Chúc mừng tiên sinh, mọi thứ là công sức của tiên sinh. Ha ha, sau này cứ gọi tên tôi, tên gọi kia. Được. Đúng rồi, trong một đêm tu vi của chúng ta tăng mạnh, phần lớn là do năng lượng khí độc trong cơ thể cô, có thể nói cho tôi biết cô bị trúng độc như thế nào được không? Dương Bách Xuyên vừa mặc quần áo vừa hỏi, lúc này bên ngoài sắc trời đã sáng, cũng đã đến lúc để rời giường rồi. Độc cô Vô Tình mặc quần áo vào, sau khi nghe câu hỏi của Dương Bách Xuyên, cô suy nghĩ một lúc rồi nói, nơi mà tôi trúng độc là một nơi nguy hiểm, một nơi nào đó trên núi Nga Mi, nơi ba mẹ tôi mất tích, còn là một nơi cấm địa của nhà họ Độc cô. Đoán chừng 20 năm trước, ba mẹ của tôi cùng nhau đi vào cấm địa, sau đó không trở về nữa, cho tới nay các bồ lão trong gia tộc không cho ai vào, 4 năm trước biết tôi không khống chế được mà đi vào, trên danh nghĩa là luyện kiếm. Về sau, kiếm pháp của tôi trở nên nhỏ bé, nhưng lại bị khí độc kia xâm nhập vào cơ thể, thật ra ngay cả bản thân tôi cũng không biết đó là loại khí độc gì, tóm lại là ở nơi đó có một cái hang động có khí độc này thoát ra, tôi là vì đi tìm ba mẹ nên mới đi vào. Không ngờ vừa đi tới cửa động đã bị trúng độc, sau khi vất vả đi ra ngoài thì mới phát hiện màu sắc toàn thân đã biến thành hai màu âm dương, sau khi đi hành tẩu tìm phương pháp giải độc, về sau tình cờ gặp phải cậu. Sau khi Độc cô Vô Tình nói xong, Dương Bách Xuyên đại khái hiểu ra, trong nội tâm tràn đầy đoán mò về nơi mà cô nói tới, có lẽ nó thực sự là di tích của nền văn minh tu chân. Nhưng hơn nữa vẫn muốn giúp cô một chút, anh nhìn cô nói, cô yên tâm. Sau khi hiểu rõ tôi sẽ đi cùng cô nhìn một chút, giúp cô tìm kiếm ba mẹ. Vâng, nghe được lời của Dương Bách Xuyên, Độc cô Vô Tình gật đầu, đôi mắt có chút đỏ lên, nếu anh có thể làm thay cô, điều đó cho thấy anh thực sự quan tâm đến cô. Ngay khi hai người đang nói chuyện, chuông cửa vang lên. Gần như theo bản năng, linh thức của Dương Bách Xuyên khuếch tán về phía ngoài cửa. Giây tiếp theo, toàn thân anh chấn động, anh phát hiện linh thức của mình đã tăng lên rất nhiều. Sau khi Dương Bách Xuyên giải phóng linh thức, phạm vi đã đạt đến 27 mét, tăng lên gấp 3 so với lúc trước. Người đứng bên ngoài cửa hiện lên trong linh thức là Thanh Tước. Anh đi qua mở cửa. Anh chàng đẹp trai không mời tôi vào ngồi trong một chút à? Thanh Tước nở nụ cười quyến rũ. Ủa, hiện tại xuất phát luôn à, tôi rửa mặt rồi đi ngay. Dương Bách Xuyên không đáp lời, mở cửa cho cô ấy vào. Có điều người phụ nữ kia lại cười khúc khích nói, Kim Ốc Tàng Kiều hả, ồ, tôi biết rồi, chúng tôi ở ăn uống ở sảnh lớn chờ anh xong chuyện rồi lên đường. Cô ấy vừa nói chuyện vừa liếc trong phòng, cười khanh khách một tiếng rồi lắc eo thon rời đi. Nửa giờ sau, Dương Bách Xuyên và Độc cô Vô Tình xuất hiện ở sảnh lớn trong ánh mắt là lạ của Thanh Tước đang ngồi ăn sáng. Sau đó, đoàn người xuất phát, tiến về thị trường đổ thạch. Dương Bách Xuyên khăng khăng muốn đi, Thanh Tước đành phải cố gắng sắp xếp cho đoàn đội đi theo, đảm bảo an toàn cho hành trình lần này. Chẳng qua sau khi lên xe, cô ấy cười tủm tỉm nói, anh đẹp trai tôi có chuyện muốn nói với anh, giọng điệu của cô ấy tràn đầy trêu chọc. Chuyện gì? Dương Bách Xuyên hỏi. Lần này đội chúng tôi phục vụ anh đi đổ thạch, anh phải chịu tất cả chi phí. Nếu đổ cao, chúng tôi muốn 3 phần lợi nhuận, thấp thì không liên quan gì với chúng tôi. Ngoài ra anh còn phải trả cho đoàn đội 1.000 vạn tiền phục vụ, đương nhiên đơn vị tiền là đô la Mỹ. Thanh Tước Hoa Mỹ nói. Dương Bách Xuyên ngạc nhiên, các người còn muốn tiền thuê. Này anh đẹp trai, tuy chúng tôi là người của chính phủ nhưng đồng thời cũng phụ trách kiếm tiền cho nhà nước. Chúng tôi nhận lệnh cấp trên là phục vụ anh, dựa theo quy củ phải lấy tiền thuê, đừng nhìn đoàn đội của chúng tôi bây giờ chỉ có 6 người nhưng tiền thuê tuyệt đối không dưới 500 vạn. Cấp trên cũng không nói chúng tôi không thể thu tiền của anh. Anh yên tâm, mỗi đồng tiền chúng tôi kiếm được đều nhờ liếm máu trên lưỡi dao, góp phần xây dựng đất nước. Chúng tôi phải đổ biết bao mồ hôi xương máu mới có được, nếu anh không muốn trả tiền thì có thể báo cáo lên cấp trên yêu cầu hủy bỏ nhiệm vụ bảo vệ. Dứt lời, trong mắt Thanh Tước lóe lên tia sáng nguy hiểm, dịu dàng mỉm cười chờ câu trả lời của Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên nheo mắt. Hơi không tin lời cô ấy, Thanh Tước, cô dám cam đoan những điều mình nói là sự thật không? Kiến thiết đất nước, lý do này cũng gượng ép quá nhỉ?
Hiện tại trong lòng Dương Bách Xuyên đã có chút chán ghét Thanh Tước. Nếu đối phương dám dùng cách này để vòi tiền, anh sẽ không khách sáo nữa. Cô ấy nói những lời này còn không bằng nói thẳng ra muốn tiền của anh, cần gì phải lấy cớ vì nước nhà. Ánh mắt của Thanh Tước trong veo không chút sợ hãi, cô ấy nhìn thẳng vào mắt Dương Bách Xuyên, gằn từng chữ một, tôi dùng lời tuyên ngôn khi vào đảng của mình cam đoan, tôi dùng sự hy sinh thầm lặng của đồng nghiệp nơi đất khác để đảm bảo, tôi dùng lá cờ đỏ năm sao để quả quyết, từng câu từng chữ tôi nói với anh đều là sự thật, anh có thể gọi điện hỏi thăm. Không biết tại sao, Dương Bách Xuyên lại cảm thấy cô ấy không nói dối, bởi vì khi nói chuyện ánh mắt của cô ấy quá trong suốt, không hề có chút gợn sóng nào. Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, trong mắt của tu chân giả như Dương Bách Xuyên, nếu Thanh Tước có nói dối thì anh có thể nhìn ra ngay. Vì vậy Dương Bách Xuyên tin tưởng đối phương, không định gọi cho Vương Mộ Sinh để kiểm chứng. Không phải anh để ý chút tiền thuê đó mà là quan tâm đến tính chân thật trong lời nói của Thanh Tước. Nếu bọn họ thật sự kiếm tiền để xây dựng quốc phòng, thậm chí anh còn có thể trả nhiều tiền hơn. Hơn nữa lúc cô ấy nhắc đến những người đồng nghiệp hy sinh nơi đất khách quê người, một tia buồn bã thoáng qua nơi đáy mắt, đây là một người phụ nữ có chuyện xưa. Dương Bách Xuyên không vội vàng đồng ý mà nói, có thể kể cho tôi nghe chuyện xưa của mọi người được không? Thanh Tước cười khúc khích, anh không biết điều lệ giữ bí mật của quân đội à? Dương Bách Xuyên nhếch miệng cười, lấy ra cuốn sổ nhỏ màu đỏ nói với cô ấy, bây giờ cô có thể nói được chưa? Ồ, có vẻ là có thể đấy. Thanh Tước đã quên mất đặc quyền của cuốn sổ màu đỏ của Dương Bách Xuyên, có điều cô ấy cũng hơi ngạc nhiên. Lẽ ra người của Thần Long Đàm phải biết đến sự tồn tại của các cô ấy mới đúng, nhưng Dương Bách Xuyên thoạt nhìn lại không biết thật. Dù sao Thanh Tước cũng không quá rõ về các thành viên Thần Long Đàm, cũng không nghĩ nhiều. Sau khi cân nhắc một hồi, cô ấy quay đầu lại nhìn ra ngoài cửa sổ xe, chậm rãi nói, chúng tôi gọi là Long Hồn, một đội ngũ đặc biệt được thành lập sau khi lập nước. Dân tộc Hoa Hạ chúng ta trải qua 14 năm kháng chiến gian khổ, có thể nói Hoa Hạ mới chính là nhờ ông cha dùng xương máu đánh đổi được. Vất vả lắm mới kháng chiến thắng lợi, tuy nhiên sau đó lại nhận ra nước mình lại thua kém nước ngoài về tất cả mọi người. An ninh quốc phòng là mảng quan trọng nhất, thế nhưng khoa học kỹ thuật của nước chúng ta gần như là một con số không tròn chính. Vì vậy mới có đặc công Long Hồn, các cường quốc về khoa học công nghệ kia bắt tay cô lập nước ta. Cho dù có bỏ tiền ra mua lại kỹ thuật cũng chỉ là đống đầu thừa đuôi thẹo đã bị đào thải, bọn họ e sợ Hoa Hạ sẽ một lần nữa vùng dậy. Chúng tôi cần kỹ thuật trong rất nhiều lĩnh vực khác nhau, vì vậy mỗi một thành viên Long Hồn đều hóa thân thành con buôn, có thể mua được bằng tiền thì tìm cách kiếm tiền mua, mua không được thì. Mỗi khi một dự án nghiên cứu khoa học nào đó thiếu tiền, chúng tôi đều phải lao vào kiếm tiền, trải qua hàng chục năm. Kỹ thuật khoa học của quốc phòng nước mình đã đứng vào hàng ngũ các cường quốc trên thế giới, thậm chí còn vượt qua số ít quốc gia hàng đầu trên một số lĩnh vực, dẫn đầu thế giới. Ngày nay lực lượng không quân của chúng tôi không còn là phi cơ 49 nữa, các loại phi cơ FXX, FCC, FNN, máy bay chiến đấu tàng hình nước Mỹ lấy làm kiêu ngạo đã không dám xuất hiện trong không phận nước ta. Bởi vì chiếc J-20 của chúng ta đã có áp chế hoàn toàn FXX. Sánh vai với FCC của Mỹ, thậm chí còn có thể bắn rớt bọn chúng. Hệ thống radar phản tàng hình do chúng ta xây dựng đủ khiến cho máy bay chiến đấu tàng hình B-2 và F-22 của Mỹ không có chỗ nào ẩn thân, đồng thời còn nghiên cứu được máy bay radar tàng hình làm nhiệm vụ thăm dò trong phạm vi 96 km. Hải quân Hoa Hạ không còn là hải quân của năm 1996, bây giờ chúng tôi không sợ đối đầu với hải quân của bất cứ quốc gia nào trên thế giới. Ba hạm đội chính của Trung Quốc có hơn 700 tàu chiến, khống chế toàn bộ vành đai đảo thứ nhất. Dự kiến trong vòng 3-4 năm nữa, chúng tôi sẽ kiểm soát toàn bộ vành đai quân sự thứ hai. Không lâu sau trong tương lai, Hải quân Hoa Hạ có thể thực hiện nhiệm vụ quân sự ở bất kỳ đại dương nào trên thế giới. Ngoài ra còn có Đông Vương 41, nó có tầm bắn hơn 4 vạn cây số, có thể tấn công bất kỳ địa điểm nào trên lãnh thổ nước Mỹ từ Trung Quốc. Xuyên qua đại dương, càng đứng nói đến những quốc gia khác. Trong một lần bắn thử của Phương Đông 41, phạm vi bao phủ của đầu đạn lên tới 180 km², thủ đô nước ngoài lớn bao nhiêu. Cùng lắm không qua 180 km², thậm chí còn có những nơi nhỏ hơn. Có thể nói sự trỗi dậy của khoa học kỹ thuật quốc phòng có bóng dáng của các thành viên đội đặc công Long Hồn của chúng tôi. Với thành tựu ngày hôm nay,
tôi tin rằng bất cứ người nào nhìn thấy đều không dám khinh thường, khiêu khích Hoa Hạ như mấy chục năm về trước nữa, dù có ý định đó cũng phải suy nghĩ thật kỹ. Đây chính là chúng tôi, đội đặc công Long Hồn. Trong đội ngũ có cổ võ giả, có thiên tỉnh giả, cũng có người bình thường. Thành tích huy hoàng mấy chục năm qua của chúng tôi đã khiến lực lượng quốc phòng cả thế giới phải run sợ, trong đó có rất nhiều hình ảnh đổ máu chảy mồ hôi của thành viên chúng tôi. Thanh Tước vừa dứt lời, hai hàng nước mắt trong veo chảy dài trên gương mặt cô ấy. Cả người Dương Bách Xuyên đang run rẩy, không biết vì vui mừng hay đau thương. Tuy Thanh Tước nói rất bình tĩnh, nhưng những hình ảnh gian khổ đó, anh có thể tưởng tượng được. Là một thành viên của Trung Quốc, Dương Bách Xuyên tự hào, đồng thời ngưỡng mộ Thanh Tước và các thành viên của Long Hồn. Anh hít một hơi thật sâu, nói tôi hứa, lần này đi ra ngoài, mỗi một đồng tôi kiếm đều sẽ giao cho các cô. Thanh Tước cười tủm tỉm, không phải cho tôi mà cho dân tộc Trung Quốc, cũng chính là cho anh. Chẳng qua tôi có chút khó hiểu, nếu anh thua tụt quần luôn thì phải làm sao? Ặc, thế thì tôi đưa quần cho cô. Hi hi. Quần thì anh tự giữ đi, nếu không đầu đề bảng tin sẽ xuất hiện tin tức một người đàn ông Trung Quốc trần truồng chạy trên đường phố mất, đến lúc đó lại làm mất hết mặt mũi của người Trung Quốc. Ha ha, yên tâm đi người anh em, tôi sẽ không thua đâu, chỉ có thắng thôi. Anh đẹp trai, anh lấy đâu ra tự tin như vậy thế? Niềm tin mạnh mẽ của anh khiến tôi bắt đầu si mê anh rồi đấy. Cô muốn thích tôi thì cứ thích, tôi không phản đối đâu, ha ha. Cuộc trò chuyện giữa hai người ngày càng trở nên thẳng thắn, bỗng nhiên Dương Bách Xuyên cảm thấy cả người lạnh lẽo, lúc này mới cảm giác được Độc Cô Vô Tình bên cạnh đang tỏa ra sát khí, vội vàng ngậm miệng lại. Trong lòng anh thầm mắng Thanh Tước, yêu tinh, mỗi lần tán gẫu đều bị cô ấy vô tình đẩy xuống mương. Trong xe im lặng hẳn, khoảng chừng 10 phút sau, xe dừng lại, tài xế thông báo chúng ta đến nơi rồi. Đoàn người xuống xe, trong tầm mắt xuất hiện một nơi giống như chợ bán thức ăn. Trong mắt của Dương Bách Xuyên, nơi này giống như một nhà xưởng lớn. Nếu không phải đang ở nước Nam, anh còn cho rằng mình đang đứng ở chợ bán thức ăn ở quê nhà. Liếc mắt nhìn thoáng qua, gian hàng nối đuôi nhau kéo dài, một đoạn dãy nhỏ nhưng ngọc thạch phỉ thúy xếp chồng chất lên nhau như núi, rực rỡ muôn màu. Có những tiếng la hét mà Dương Bách Xuyên không thể hiểu lẫn có thể hiểu được. Rất sống động, toàn bộ khu nhà rộng tầm 700-800 m², diện tích rất lớn. Có những tiếng la hét bằng phương ngữ nước Nam, những tiếng la hét bằng phương ngữ Hoa Hạ, thậm chí có cả những tiếng la hét bằng tiếng Hàn. Có lẽ thị trường này hội tụ rất nhiều tiểu thương buôn bán ngọc thạch đến từ rất nhiều quốc gia. Dương Bách Xuyên nhìn Thanh Tước với vẻ mặt không thể tưởng tượng được, nói, không lẽ nơi này chính là thị giao dịch đổ thạch trong miệng cô? Đây, thực sự giống như chợ bán thức ăn, có chỗ nào dính lên hai chữ cao cấp đâu. Ha ha anh đẹp trai, tất nhiên không phải nơi này rồi, chính xác hơn nơi này chỉ gần cửa vào thôi. Không nhìn thấy nơi này mua bán toàn thành phẩm sao, đây là ngoại thị, ngọc thạch phỉ thúy trong thị trường ở đây đều là sản phẩm loại kém, thậm chí đa số là thủy hóa, nhưng rất rẻ. Thị trường giao dịch đổ thạch chân chính phải xuyên qua thị trường này mới có thể đi vào. Sau khi đi vào, có ba khu nguyên thạch cao cấp chúng ta muốn đi nằm ở cuối cùng, đi thôi. Thanh Tước cười ha ha, dẫn đầu đi vào thị trường. Nhìn con đường rực rỡ màu sắc, đối với Dương Bách Xuyên điều này rất mới mẻ, nhưng cũng chỉ có cảm giác mới mẻ thôi, các quầy hàng trong tầm mắt thật sự không phát hiện được bất cứ viên ngọc thạch nào sáng lên. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 19.